Ace Cook. Hảo hảo, đón hè tuyệt hảo. Săn tem trong gói với 9 cơ hội, trúng ngay 1 tỷ đồng tiền mặt. Hàng chục giải 2, 50 triệu đồng cùng hàng chục nghìn tài khoản điện thoại 100 nghìn đồng. Hảo hảo, đón hè 9 vị, săn liền 9 tỷ. Chơi game cùng bản thân cần năng lượng. Với nguồn sữa tươi sạch từ trang trại TH, cùng trái cây tự nhiên. Nước uống sữa trái cây TH True Juice Milk, cung cấp nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên. Dù thỏa sức đam mê với skateboard, hay party với nhóm bạn, vẫn luôn tràn đầy năng lượng, chạy hết mình với mọi cuộc vui. TH True Juice Milk, năng lượng tự nhiên, diễn kèm tuyệt chất. Ace Cook. Hảo hảo, đón hè tuyệt hảo. Săn tem trong gói với 9 cơ hội, trúng ngay 1 tỷ đồng tiền mặt. Hàng chục giải 2, 50 triệu đồng cùng hàng chục nghìn tài khoản điện thoại 100 nghìn đồng. Hảo hảo, đón hè 9 vị, săn liền 9 tỷ. What is your worst nightmare? Get ready. Chào các bạn cùng đến với giai đoạn 2 vòng bảng đấu trường danh vọng mùa xuân 2024. Đầu tiên chúng tôi xin dành lời cảm ơn đến nhãn hàng nhà tài trợ Miến Liền Hảo Hảo và Mili Handy Hảo Hảo đã tiếp tục đồng hành lần thứ 5 liên tiếp cùng đấu trường danh vọng Liên Quân Mobile, Hảo Hảo, Bùng Hảo Vị, Chiến Hảo Game. Xin cảm ơn nhãn hàng nước uống sữa trái cây TH True Juice Milk, thương hiệu đồ uống tốt cho sức khỏe từ tập đoàn TH đã đồng hành cùng đấu trường danh vọng mùa xuân 2024. TH True Juice Milk, năng lượng tự nhiên, chiến game cực chất. Chúng tôi biết rằng là ở thời điểm hiện tại thì có rất nhiều các bạn khán giả vẫn đang bất ngờ và có những thắc mắc về lịch thi đấu của đấu trường danh vọng giai đoạn 2, khi mà chúng ta cũng đang có những cái lịch thi đấu có một đôi chút xáo trộn so với giai đoạn 1. Dành một lời xin lỗi cho các bạn, bởi vì là ở thời điểm hiện tại thì có một vài những sự cố không mong muốn khiến cho trận đấu ngày hôm nay cũng sẽ được kéo lên sớm hơn so với dự định. Và trận đấu đầu tiên ở trong ngày thi đấu hôm nay sẽ được kéo lên khung giờ 11 giờ. Qua đó thì các bạn cũng có thể theo dõi vào khung giờ trưa. Tôi nghĩ rằng đó là một khung giờ nghỉ ngơi. Là bạn khán giả. Và vừa ăn trưa vừa dõi theo trận đấu giữa GG Live và TDT cũng là một trận đấu rất hấp dẫn mà nó sẽ chuẩn bị diễn ra ngay sau đây. Một trận đấu mà chúng ta nếu như chứng kiến cái màn trình diễn ngày hôm qua của cả hai đội tuyển này thì có quyền kỳ vọng vào một trận đấu nơi mà GG Live là đội tuyển được đánh giá cao hơn ở cặp đấu này và có thể chứng tỏ được bản thân mình, đặc biệt khi mà ngày hôm qua thì họ đã tạo ra một cơn địa chấn. Khi mà chúng ta bước vào giai đoạn thứ hai này thì GG Live đã hạ gục One Star với tỷ số là 3-0. Tôi đánh giá đó là cơn địa chấn lớn nhất từ đầu mùa giải đến giờ. Nếu như GG Live chỉ thắng One Star với tỷ số là 3-2 thôi chẳng hạn,
Hàn thì nó là một cơn địa chấn nhẹ. Nhưng với Brigitte ở đường giữa, họ chiến thắng đến 3-0 so với One Star thì đó thực sự là một cơn địa chấn. Và ngày hôm nay lịch thi đấu sẽ bao gồm có trận thi đấu đầu tiên giữa ZZ Live và TDT. Trận đấu tiếp theo sẽ là trận đấu giữa Heavy và Sài Gòn Phantom vào lúc khung giờ khoảng 2:30. Một giờ ba mươi phút. Và trận đấu cuối cùng, trận đấu tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay giữa One Star và FPT Flash vẫn được thi đấu vào khung giờ đẹp, đó là vào 7:30 tối. Các bạn khán giả sẽ theo dõi hơi ngắt quãng một xíu từ trận thi đấu thứ hai cho đến trận thi đấu thứ ba. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến ngay với trận thi đấu đầu tiên này, ZZ Live đối đầu với TDT. Đây là một cuộc đối đầu mà nhìn về cơ bản chúng ta sẽ thấy rằng là hơi lệch về bên phía cán cân của ZZ Live. Nhưng nếu như nhìn cái cách mà ngày hôm qua ZZ Live chiến thắng trước One Star thì chưa chắc đây sẽ là một trận đấu lệch. Bởi ngày hôm qua cả 3 trận đấu của ZZ Live chiến thắng trước One Star đều là những trận lội ngược thế cờ. Và khi mà họ có được cho mình những chiến thắng như vậy, chúng ta vẫn cảm tưởng rằng trong giai đoạn đầu trận đấu ZZ Live vẫn gặp những vấn đề của riêng mình. Nhưng bên phía của TDT có tận dụng được những vấn đề đó hay không? PSMan trong lần hội ngộ lại với Oppa có tận dụng được những vấn đề của ZZ Live hay không? Đó lại là một câu chuyện khác. Trong hai lần hội ngộ trước đây của PSMan cùng với Oppa tại giai đoạn 1 của vòng bảng thì đều là chiến thắng dành cho đội tuyển của Oppa. Khi mà trong hai trận đấu thì Oppa thắng một trận với tỷ số 3-1, một trận thì 3-0. Tôi nghĩ rằng là Ara chắc là sẽ bước vào sau thôi. Và đây là đội hình ra quân của G-Line. Chúng ta vẫn nhìn thấy Brigitte khu vực đường giữa rồi. Ngày hôm qua thì Brigitte bản thân anh ta đã chứng tỏ được rất nhiều điều. Trận đấu đó thì tôi bình luận cùng với anh Trần Nam và thực sự là tôi cũng mắt chữ A mồm chữ O khi mà nhìn thấy cách mà Brigitte đánh con Rat. Ai cũng thế thôi. Rất ghê gớm khi mà với trước một Marit thực sự là vô cùng đánh đá và kiểu dạo chùm đường giữa. Ở Việt Nam hiện tại thì Brigitte dám chơi lại theo kiểu là Brigitte anh ta kiểu như là không biết thì không sợ ấy. Nên đâm ra là nên lần đầu tiên mà Brigitte hiện diện ở khu vực đường giữa thì anh ta chơi lại với Marit luôn, và đó thực sự là một cái cách đánh nó khiến cho cái tập thể này của G-Line nó mang đến một cái sự tươi mới rất lớn trong cái ngày đầu tiên nơi mà giai đoạn 2 của vòng bảng nó diễn ra. Đội hình của đội tuyển G-Line thì vẫn là như vậy thôi, vẫn là Brigitte đường giữa, các vị trí còn lại vẫn là Kuga đường trên. Còn trong khi đó với TDT thì họ mang đến đội hình giống như ngày hôm qua. Chúng ta vẫn đang nhìn thấy là Nolan, là Kai'Sa, Aaliyah, Tờ Nhân cũng như là Ara đang hiện diện trong đội hình của đội tuyển này. Có nghĩa rằng là cũng giống với trường hợp của G-Line thì TDT họ cũng đưa một người chơi đường trên vào khu vực đường giữa, đó là Aaliyah, để thi đấu. Dù vậy thì trong trận đấu mà TDT đối đầu với Sài Gòn Phantom thì tôi nghĩ rằng đây là một thử thách nó là hơi nặng quá dành cho đội tuyển TDT. Và qua đó thì thực ra cá nhân Aaliyah anh ta cũng không hẳn là có một trận đấu nó không tốt cho lắm. Tôi nghĩ rằng Aaliyah đánh ok, về mặt kỹ năng Aaliyah rất tốt, nhưng nếu như so sánh với một tập thể mạnh như là Sài Gòn Phantom thì thực sự là khó cho TDT. Điểm chung giữa hai đội tuyển này đó là họ đều có hai người chơi đường trên có thể thay thế cho nhau, và cả hai người chơi đường trên đều đang di chuyển ra đường giữa ở trong trận thi đấu này. Tama sẽ là key player đến từ bên phía của đội tuyển ZZ Live. Ngày hôm qua là một ngày thi đấu hay của Tama. Rất hay. Và thực sự thì Tama cũng đang chứng tỏ được nhiều điều với lượng đam sát thương trung bình là lớn nhất ở đường trợ thủ. Anh ta vẫn đang chứng minh được bản thân mình trong ngày thi đấu hôm qua cùng với sự hỗ trợ, một sự tỏa sáng đến từ Hoàng TD thì Tama cũng đã có một trận đấu hay. Và bộ ba Tama, Bizit và Hoàng TD ngày hôm qua thực sự rất đáng khen. Hôm qua bộ ba đấy cũng là ba người có MVP trong ba ván thắng của đội tuyển ZZ Live trước đội tuyển One Star. Và đây là Play to Watch bên phía TDT, Ara. Thực ra thì ngày hôm qua Ara tôi nghĩ rằng về mặt lối chơi nhìn chung mà nói thì cũng không có gì quá nổi trội cả. Bởi trong cái thế trận khi mà đội tuyển TDT chỉ có được một ván thắng, đó là ván đấu thứ hai trước Sài Gòn Phantom, thì về màn trình diễn chung của các thành viên của TDT thì nó cũng chỉ ở mức độ và bình thường thôi. Tức là chúng ta nhìn được và một vài những cái sự thay đổi đến từ bên phía đội hình TDT khi họ đẩy Aaliyah vào giữa, và cách chơi của họ thì họ cũng có đâu đó là những sự thay đổi với việc là Kai'Sa cũng quay trở lại và PSMan có những con người mới trong đội hình này. Nhưng nhìn chung là cái sự đột phá nó vẫn đang hơi thiếu, cái khả năng kiểm soát giai đoạn đầu của TDT nó vẫn khá ổn. Thậm chí là ván đấu tiên, ván đấu thứ hai họ là những người giai đoạn đầu làm tốt hơn so với Sài Gòn Phantom. Nhưng đó là hai ván đấu mà có thể nhìn nhận một cách khách quan rằng là Sài Gòn Phantom cũng chơi hơi lỏng tay một chút. Thì họ mới để cho TDT có thể lấn lướt được như vậy. Đến ván thứ ba, ván thứ tư thì thực sự là hủy diệt rồi dành cho những bóng ma Sài Thành. Và vì vậy mà đội tuyển PSMan lộ nguyên hình một chút ở trong những ván đấu đó. Nhưng nhìn chung là ở đây là giai đoạn 2 rồi và không có đội tuyển yếu nào cả ở trong giai đoạn này. Nên vì vậy mà TDT, một đội tuyển mà giai đoạn 1 chúng ta thấy rằng là có sức cạnh tranh, sang đến giai đoạn 2 thì thực sự là đang là một đội tuyển tầm top dưới thôi. Một sự hội ngộ của PSMan, của Ara với bên phía bên kia là Oppa. Họ đều là lứa thế hệ vàng của Bốc Gaming trong quá khứ. Và ở thời điểm này thì ZZ Live với tiền thân là Bốc Gaming cũng sẽ hội ngộ với PSMan và Ara một lần nữa ở trong mùa giải năm nay. Đây là những trận thi đấu gần nhất của ZZ Live và chúng ta có thể nói rằng là bất ngờ nhất với trận thắng 3-0 trước One Star trong bối cảnh mà mới cách đây một tuần thôi, chính xác hơn là hơn một tuần, thì One Star đã chiến thắng 3-1 trước ZZ Live.
thì một chiến thắng 3-0 trong bối cảnh Brexit được đưa ra đường giữa thực sự là một cơn địa chấn ở trong ngày thi đấu hôm qua. Và bây giờ thì hai đội tuyển sẽ đụng độ nhau, PSMan sẽ đụng độ với Opa. Và chúng ta sẽ cùng xem trận đấu này có hấp dẫn hay không. Bởi vì nếu như nhìn về cái cách mà hai đội tuyển đã thể hiện ở ngày hôm qua thì chắc chắn rồi GZ Live được đánh giá nhỉnh hơn rất nhiều hơn. Nhưng nếu như nhìn vào thế trận, chúng ta có thể thấy rằng là thế trận của GZ Live cũng không thực sự là quá sáng trước One Star ở trong đoạn đầu trận đấu. Và nên nhớ rằng là One Star thì họ có sự tự tin để họ tấn công bất chấp, và họ đã mắc phải những cái sai lầm từ cái sự tự tin có phần hơi thái quá đó. Nhưng với TDT thì họ xuất phát với một vị thế khác, họ xuất phát với một đội tuyển có thể đánh giá là kém hơn. Và vì vậy thế nên họ sẽ không dễ dàng để bộc lộ ra những cái sai lầm ở trong cái mặt tấn công đó. Còn việc TDT có phòng ngự được hay không thì chúng ta còn phải xem là line up đội hình này đến từ huấn luyện viên PSMan có thực sự là hiệu quả hay không. Bởi vì line up này cũng mới chỉ thi đấu một trận trước Sài Gòn Phantom mà thôi. Và ngày hôm qua Hoàng TD cũng đã hé lộ rằng là Brexit mới chỉ đánh đường giữa có một buổi tối hôm trước thôi. Tôi hơi sốc với câu trả lời đấy của Hoàng TD. Tôi sốc mà ai cũng sốc. Mà cái sốc nhất của chúng ta đang nằm ở cái vấn đề đó là đôi khi có những cái pha xử lý mà anh ta xử lý còn hay so với một người chơi đường giữa thực thụ. Pha đá rát vào vị trí của Marit, đó là Greasy. Tôi đang muốn nói đến tình huống mà anh ta đá vào vị trí vào của C cơ. Còn cái tình huống anh ta outplay Marit thì nó là một nhẽ rồi. Pha đó tôi có thể dùng cái từ giống như anh Sơn, đó là điếc không sợ súng. Nhưng cái pha mà anh ta đá vào vị trí của C thì tôi nghĩ rằng đó là một pha đá của một người chơi đường giữa đánh rất ổn đấy. Thế nên là thực sự Blizzard anh ta cũng cho thấy được một cái tiềm năng, đó là từ vị trí xạ thủ lên vị trí đường trên và bây giờ là vị trí đường giữa. Phải chăng một người chơi ôn lên mới lại xuất hiện chăng? Ôn lên một người chơi mà đang mang đến rất nhiều sự mới mẻ dành cho G-Line, nhưng đó là sự mới mẻ. Và ngày hôm qua thì tôi cũng đã khẳng định về việc là G-Line thắng OneStar có may mắn trong đó. Phải có may mắn bởi ván đấu đầu tiên là ván đấu họ bị dẫn tiền 9.000 tiền, mất hai đường siêu cấp nhưng vẫn lật được ván hai vẫn thế. Ván thứ hai gần giống như thế, nó cũng gần tương tự như thế. Và thực sự là chỉ có ván ba đâu đó chúng ta thấy rằng là thực sự là G-Line họ đánh được trên so với OneStar trong ván đấu thứ ba. Về thế trận lúc họ sau đó nó vẫn thế, chính xác là như thế. Nó vẫn đâu đó nó vẫn hơi giống một chút so với hai ván đấu trước đó, nhưng mà nó gọi là chứng tỏ được cái thực lực của họ nhiều nhất trong số tổng cộng là 3 ván đấu. Nên có may mắn cho G-Line để họ thắng OneStar 3-0. Nhưng ngày hôm nay trước một TDT họ đã phần nào là cái tính chất bất ngờ của G-Line nó không còn nữa. Ngày hôm nay TDT họ hiểu rằng là Brexit nguy hiểm, họ sẽ biết rằng là Brexit khu vực đường giữa sẽ là một vị trí mà họ cần phải chú ý đến. Nên vì vậy mà Alia trận đấu này hãy cùng xem là hai người chơi đường trên chuyển xuống đánh đường giữa với nhau, họ đối đầu với nhau như thế nào. Những lần cấm đầu tiên G-Line bên phía phần sân màu xanh đã cấm đi Kane cùng với Rui, còn trong khi đó thì với TDT họ cấm đi Aya cũng như là cấm đi Iggy. Như vậy là họ đều đang thả ra quân máy Van Hên của Elsu. Liệu rằng là G-Line có lấy luôn Van Hên dành cho vị trí của xạ thủ mình hay không đây? Hãy cùng chờ xem. Và nếu như G-Line có Van Hên thì thực ra là vẫn còn cả Stuart nữa lẫn Elsu, thì TDT họ sẽ hướng đến lựa chọn nào dành cho tờ nhân đây? Chúng ta cùng nhau đến với sự lựa chọn đầu tiên của G-Line ở trong slot pick đầu tiên, và đó sẽ là một vị tướng quen thuộc như là Van Hên và Iggy, hay sẽ là một vị tướng như là Elsu đây. GZ Live có quyền lựa chọn, Elsu Erin còn nguyên bởi đây mới là vận đấu đầu tiên thôi. Trong khi đó thì Van Hên luôn là một sự lựa chọn first pick được nhiều đội tuyển ưa thích. Còn với GZ Live thì sao? TDT ngày hôm nay tôi nghĩ rằng việc được chọn bên đỏ cũng là một lợi thế của TDT. Bởi GZ Live là đội tuyển đánh bên đỏ rất hay. Có thể nói rằng cùng với Sài Gòn Phantom thì đây là một trong hai đội tuyển đánh ở bên phía đội tuyển Counter-Pan-Pick ở bên đỏ là tốt nhất. Và GZ Live trận đấu này sẽ không có vị trí ưa thích của mình, đó là đội hình ở bên đỏ, mà thay vào đó là bên xanh lấy Aoi là sự lựa chọn đầu tiên đến từ bên phía GZ Live. Rõ ràng là GZ Live cũng không muốn lộ ra những vị trí ở bên cánh quá sớm. Cái lối đánh này khác hẳn lối đánh của OneStar hay là của FPT Flash. Nếu là OneStar hoặc FPT Flash thì chúng ta có thể nói rằng là tầm 80% đó sẽ là Van Hên. Nhưng đó là GZ Live và đó là Aoi, trong đó TDT trả đòn bằng Erin và Zuka. Có nghĩa rằng là cả hai đội tuyển đều không muốn giải cái bài toán xạ thủ quá sớm. Họ chưa muốn đưa mình vào cái thế là nếu như chọn một xạ thủ sớm như kiểu là Van Hên thì có thể là đối phương cũng sẽ lấy Stuart hoặc là lấy Elsu, thì thực sự là cũng là khá nguy hiểm dành cho Van Hên. Và vì vậy mà G-Line quyết định là lấy một con bài đi rừng cơ động và mạnh và yên tâm uy tín dành cho Ray trước, đó là con bài Aoi. Sau đó thì họ mới hướng đến cho mình là xạ thủ trong đội hình của đội tuyển này, đó là Elsu cùng với đó là Richter. Như vậy là hai cánh của G-Line thì cũng đã lộ diện ra. Còn với TDT họ sẽ có hai xạ thủ trong đội hình trong ván đấu này. Sau khi lấy Zuka và Erin thì họ quyết định là lựa chọn thêm cho mình con bài Stuart nữa để có thể đối đầu với Elsu ở bên kia chiến tuyến. Như vậy là với TDT thì họ đã có cho mình con bài đường giữa sau hai lựa chọn
của mình rồi. Và bây giờ thì có vẻ như là họ sẽ cấm đi những quân bài đường giữa để hạn chế khả năng gây khó chịu đến từ Bridget. Họ cấm Brad này Tùng ơi, cấm Brad luôn đến từ TDT. Ừ, họ đang muốn nhắm vào con bài mà ngày hôm qua Bridget đã để lại có lẽ là nhiều ấn tượng nhất. Thật ra thì trong cả 3 trận đấu ngày hôm qua Bridget đều làm tốt. Cả trận Iggy, cả trận cuối cầm Tulen đều là những trận đấu ổn đến từ Bridget. Nhưng Brad có lẽ vẫn là ấn tượng đậm nét nhất mà Bridget có thể tạo ra được. Một cười cầm Tulen luôn là rất ổn. Và TDT nghĩ rằng, tôi nghĩ rằng đây là VFN nghĩ rằng là Bridget chỉ là một phương án, có thể nói rằng là một chút tình thế chăng. Thế nên VFN vẫn tin rằng Bridget có một bể tướng không quá dày ở khu vực đường này. Và Tulen và Rat là những lượt cấm đến từ TDT. Đây không phải là lượt cấm quá mạnh, mà đây là nhắm thẳng vào con người đến từ VFN. Khá hay đấy, khá quái đến từ TDT. Họ cấm đi những quân bài mà chính Bridget đã chơi và tỏa sáng trong ngày hôm qua. Và bây giờ thì có lẽ là phải unlock thêm những vị tướng mới trong tay Bridget rồi. Biết đâu Bridget lại càng gây ra chúng ta thêm nhiều bất ngờ nữa thì sao. Tôi đang chờ đợi điều đó. Trước hết thì TDT sẽ lấy Skirt cho người chơi đường trên của họ là Nolan đã. Còn trong khi đó thì bây giờ đây G-Line sẽ cần phải lấy tướng cho Bridget này. Không ưu tiên cho Bridget con Rat trước trong những slot đầu tiên. Bây giờ bị cấm đi thì họ sẽ lựa chọn tướng nào? Vấn đề là bây giờ là cấm đúng 3 con tướng em qua Bridget đánh cơ. Chơi đúng cục luôn đến từ VFN. Chơi đúng cục luôn. Iggy, Rat và Tulen. Đúng là TDT chơi theo kiểu là gọi là không cần cấm bất kỳ một vị tướng hot pick nào cả. Cấm Bridget, đấy là yêu cầu chủ đạo của VFN và Liliana. Rồi. Một sự khác biệt đang đến khi mà lần đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy Bridget chơi một bài mà tôi nghĩ rằng rất meta. Ủa xong Bridget đánh con nào cũng hay nhỉ. Tôi với anh Sơn chắc là cũng cứ ôm đầu. Không, ra cái bất ngờ tôi cũng nói rồi là nó cứ xảy ra mãi thì nó thành không bất ngờ nữa. Hôm nay chính ra nếu Bridget là MVP thôi thì cũng bình thường. Nhưng mà vấn đề là chúng ta vẫn sẽ khám phá ra thêm một cái mảng mới của anh ta. Đó là không phải là anh ta chỉ có một vài vị tướng đâu. Có khi anh ta lại đấy, đúng ôn lên thật. Thì đúng. Ôn lên ôn cham luôn nhưng phải là... Và Omega là lựa chọn cho Tama trong ván đấu này. Cùng với đó thì là Liliana cho Bridget rồi. Dù sao thì đây cũng là con bài nó tương đối an toàn. Bởi Liliana thì có khả năng bỏ chạy khá nhanh với bộ chiêu thức cũng như là cái bổ trợ của mình nữa. TDT đưa ra cho Ara lựa chọn cuối cùng của mình rồi. Và chúng ta đang nhìn thấy sự hiện diện của bài Crash. Ngày hôm qua thì TDT cũng lấy Crash dành cho Ara trong trận đấu với One Star. Nên có thể thấy rằng là họ có một số những bài đánh nhất định và họ đang áp dụng nó. Họ đang áp dụng nó với những ý đồ của mình. Và họ có một đội hình nó khá dày về mặt khả năng chống chịu khi mà đường trên là Skirt. Còn đường dưới thì sẽ có Crash nữa. Họ có lượng đam đến từ Zuka, từ quân bài Stuart cũng như là Erin trong tay của những người chơi chủ lực của đội hình này. Nhìn chung thì hai đội đều đã có cho mình những đội hình nó là tương đối ưng ý. Bên phía GG Line xẻ tay dài của Elsu để đối đầu với một Stuart ở bên kia chiến tuyến. Thì tôi nghĩ rằng là với việc là Stuart trong tay tờ nhân thì anh ta cũng cần phải bấm chiêu 2 nó đúng thời điểm nữa. Thì mới out được cú viễn trinh kích đến từ Elsu. Nên đây dù sao cũng là một cặp đấu mà có lẽ là cũng sẽ có phần nào là kỹ năng cũng như là sự may mắn ở trong đấy nữa. Nên nó không hẳn là một sự khắc chế nào mà Stuart có thể tạo ra trước Elsu. Và trong cái đó thì với Omega đây là vị tướng khả năng choáng trụ khó chịu. Và Tama như đã nói là một trong người chơi trợ thủ rất hay hiện tại. Nên đây có thể là một cánh nơi mà G-Line họ nếu như có thể làm tốt với Hoàng TD cũng như là với Tama thì họ hoàn toàn có thể đè được vào một bộ cặp bên kia chiến tuyến là Crash cũng như là Stuart. Một bộ cặp mà cái cách đánh của họ sẽ thường là phải lao lên phía trước, nếu như ăn cấu rỉa quá nhiều thì có thể là không đánh được theo kiểu tấn công. Ý đồ của huấn luyện viên VFN là tương đối rõ ràng. Với việc lựa chọn Crash vào thì hình như là anh ta cũng muốn nhắm đến một cái cặp đánh giữa Crash và Omega. Khi đó thì Crash vẫn có thể càn lướt được trước một... Omega cũng rất thích đánh kiểu càn lướt. Trong khi đó thì Crash là một trong những vị tướng thực sự rất phù hợp với việc đánh 2 AD. Khi bạn cần một vị tướng lao lên tanker để cho 2 AD xả đam, thậm chí là không vào người thì vào trụ thì cũng vẫn là lợi thế dành cho 2 AD. Và ý đồ của VFN vẫn sẽ là một trận đấu với một bộ cặp cấu rỉa rất mạnh, đó là Erin và Stewart. Qua đó thì họ cũng cần có một cái thế đủ tốt ở giai đoạn đầu trận đấu. Còn về bên phía của GG Line, họ vẫn lựa cơm gắp mắm thôi với những con bài tương đối là quen thuộc của đấu trường danh vọng. Cả năm vị tướng của GG Line ở trong trận đấu đầu tiên này đều là những vị tướng meta. Với Omega, tôi nghĩ rằng bây giờ có thể đưa Omega vào meta được rồi. Omega đang rất khó chịu, đặc biệt là trong tay của Khoa. Hãy cùng chờ xem là trong ván đấu này trong tay Tama thì Omega có khó chịu như vậy hay không đây. Một tình huống Kuga chiếm vụ trái bờ sông bị phát hiện bởi cú Nguyệt Quế vừa rồi đến từ Aliya. Thêm cả Tama cũng như Bridget đang hiện diện ở khu vực đường giữa này. Và có vẻ như là bên phía G-Line họ sẽ muốn đẩy lính nhanh trước. Và sau đó thì cặp đôi đường giữa của họ sẽ cùng nhau di chuyển. Và hãy cùng chờ xem là họ di chuyển đi đâu đây. Bridget bắt đầu tiến lên mảng trên của bản đồ một chút, kiểm tra con mùa đỏ. Trong khi đó thì Tama lại di chuyển lên cánh trên để hỗ trợ cho Kuga. Bridget quay trở lại phần đường của mình thôi. Khu vực đường dưới là nơi mà có vẻ như là Hoàng TD cũng đã có viễn trinh kích trúng vào tờ nhân rồi. Và anh ta đang có một chút lời máu so với bên kia chiến tuyến. Chúng tôi xin nhắc lại một chút một lần nữa, đó là ngày hôm nay sẽ có sự thay đổi về mặt thời gian thi đấu của hai trận thi đấu thứ nhất và thứ hai. Còn trận thi đấu thứ ba vẫn sẽ thi đấu vào khung giờ đẹp nhất, đó là khung giờ 19:30 giữa FPT Flash và One Star. Trong khi đó thì hai trận thi đấu đầu tiên sẽ được đẩy lên
sớm hơn với khung giờ 11 giờ và khung giờ 1:30. Cho nên các bạn hãy chú ý theo dõi ngay ở trong thời điểm hiện tại để đón xem hai trận thi đấu đầu tiên của ngày thi đấu thứ hai giai đoạn 2 đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2024. Và bây giờ là những bước di chuyển đầu tiên, phút thi đấu thứ nhất. Và lúc này thì hai đội tuyển không có một thiên hướng cướp rừng nào cả. Cả hai bên đều khởi động ở phần bùa của mình. Hoàng Thanh Lê có những cú bắn tốt, qua đó đẩy cho Tê Nhân phải về nhà trong tình huống thi đấu này. Một cú choáng rất tốt đến từ vị trí của Blizzard. Một tình huống choáng ba và cầu ba đến từ Blizzard. Chứng tỏ là cũng biết chơi Liliana đây. Một cú choáng thực ra tôi nghĩ rằng cũng cơ bản thôi, nhưng điều quan trọng là nó trúng nhiều người. Đúng vậy. Phía TDT, còn đây là sự hiện diện Gray ở khu vực đứng trên tấn công thẳng Noblen rồi. Kai'Sa dùng bộ chiêu thức của mình để có thể bỏ chạy lên khu vực đứng trên. Và trong khi đó thì Tama có tạo ra một thế kẹp hay không đây? Bây giờ thì có lẽ là những người của bên phía G-Line đang di chuyển xuống khu vực đường dưới rồi, để họ tiếp cận vào khu vực hang rồng ánh sáng, nơi mà ở phiên bản này chúng ta cũng đang chứng kiến rằng là con rồng ánh sáng nó sẽ mang đến nhiều những lợi ích hơn so với con Xê-Ra. Nhưng nó không phải là một Ara chơi quá rồi. Nhưng Ara bắt đầu bật lên cho mình cú thủy thần tấn công thẳng vào vị trí Gray rồi. Phía sau thì đang được bắn với nội tại mình, đó là tờ nhân và con rồng. Nó có vẻ như là vẫn chưa được ăn xong thì phải, nhưng nó thuộc về Gray. Gray có rồng rồi, Gray kẹt lại bị tấn công bởi đá tờ nhân, và Gray lên bảng đếm số. Đó là chiến thắng đầu TH dành cho vị trí của tờ nhân. Một pha khởi động rất tốt đến từ vị trí của Ara. Cánh trên đã có Xê-Ra và nó tín hiệu đến từ vị trí của Nolan cũng như là Kai'Sa. Ở cánh dưới thì bộ ba đến từ bên phía TNT đã có sự càn lướt đến từ Crest. Crest đã lên 4 rất nhanh và đó là một lợi thế đến từ TNT khi Crest đạt được cấp độ 4. Và ngay lập tức là chiến công đầu TH cũng như là một pha tràn sang đến từ TNT. TNT đang có được một chút ưu thế trong giai đoạn đầu của ván đấu này, họ vượt lên một chút về mặt lượng tiền so với đối phương. Mặc dù vừa rồi thì có thể thấy rằng G-Line vẫn đã có thể kiểm soát được con rồng ánh sáng và có cái nội tại của con rồng để qua đó có thể dọn lính được nhanh hơn. Nhưng với những con Xê-Ra này đây thì TDT cũng đang có khả năng đẩy lính là khá ổn. Hóa TD đang ăn bớt một con quái nhỏ trong phần rừng của Gray. Sau đó thì anh ta cũng sẽ giải quyết xong con Xê-Ra ở khu vực cánh dưới mà thôi. Nhìn chung là thế trận thì bây giờ nó vẫn đang trôi đi nó từ từ thôi. Mới chỉ có một cái điểm nhấn nhẹ với việc là pha xử lý Gray nó không thực sự là quá tỉnh táo, có lẽ là đang buổi sáng sớm. Nên vì vậy mà Gray cũng chưa có được cho mình cái sự tập trung quan trọng nhất trong một đường trên này. Solo xảy đến, Kuga bị tấn công bởi Nolan rồi. Kuga quay lại có chặt và chém bật lên cho mình cú chiêu bài. Gray đang đến với cú đu này thì Nolan có lẽ không về nổi nữa rồi. Anh ta sử dụng cho mình găng cuồng bạo, cố gắng outplay, nhưng cú long diệt vừa rồi là quá đủ để cho Gray lấy đi điểm hạ gục của Nolan ở đường trên. Kai'Sa đã lên muộn mất rồi, Kai'Sa đã lên muộn mất ở trong tình huống thiếu vừa rồi rồi. Và cũng phải công nhận rằng là cái con quái vật thủy thần này ở cấp độ 4 thì gần như là một trong những con quái vật nhất ở thời điểm đạt được cho mình cấp độ 4. Crest thực sự là một thủy thần ở thời điểm đó. Ara đã làm tốt ở trong nhịp đầu tiên, tuy nhiên thì cũng đã đòi lại được điểm hạ gục đến từ GZLine. GZLine vẫn như thường lệ, họ không suy xuyển. Sau tình huống bị mất đi chiến công đầu thì họ vẫn có được cho mình một tình huống thi đấu tốt. Đây là một cú thủy thần của Ara, nhưng cú thủy thần này không có quá nhiều tác dụng. Hoàng Thế Đê nhẹ nhàng né đi với chiêu cuối của mình. Hoàng Thế Đê đơn giản là lách ra khỏi cái tầm của chiêu thức đến từ Ara mà thôi. Và Ara thì cũng không có đủ lượng xe lính để qua đó thì có thể giúp cho Stuart của tờ nhân tấn công bằng trụ khu vực đường dưới. Mặc dù đã qua phút thứ tư rồi, đó lẽ đó cũng là ý đồ đến từ bên phía TDT khi mà họ muốn hướng đến cho mình trụ một khu vực đường dưới và cũng đã bật thủy thần sớm đến từ Ara rồi. Nhưng nhìn chung thì tình huống đó họ vẫn chưa thể tấn công được quá sâu, trong đó với GZLine chỉ đang là thế đẩy lính cao lên một chút. Về mặt đội hình mà nói thì nghĩ rằng đội hình hai đội thì ngang ngang. Phần nào thì TDT có vẻ như là giai đoạn sau thì họ cũng sẽ có nhiều cơ hội để đánh hơn. Đây là Bridget rồi, những trượt choáng. Và Nolan có một cú di chuyển nó cũng khá là tinh tế để lách ra khỏi cú tấn công vừa rồi đến từ Bridget. Và đó là một tình huống thi đấu mà Bridget chưa thể có được điểm hạ gục của Nolan, nhưng cũng đã giải tỏa được áp lực cho Kuga. Bridget sẽ ở lại đường trên ở trong tân thi đấu này. Anh ta sẽ nhường lại đường giữa cho Gray ở trong tình huống thi đấu này. Trong khi đó thì lượng tiền chênh lệch đang khoảng 600 tiền. Một chút tiếp tục là một lợi thế ở cánh dưới dành cho TDT khi mà Ara vẫn rất càn lướt. Sự càn lướt của Ara giúp cho Tê Nhân được chơi và sau đó là cái trụ thủy thần được bật lên. Ara vẫn đang cản bước cả ba thành viên của GZLine, vẫn chưa thể làm gì được con Crest này. Nhưng có Gray đến, Gray chưa dám đu vào, Gray không dám đu vào, còn Kai'Sa thì được chơi. Và bốn thành viên của TNT giành thắng lợi trong ván giao tranh vừa rồi khi mà ở đường trên thì Blizzard vẫn đang mải dọn tân lính. Họ lấy đi hai điểm hạ gục của hai tanker bên phía GZLine là Kuga cũng như là Tama ở trong tình huống đó Gray không vào. Mặc dù anh ta có cú long chảo để chuẩn bị đu rồi, nhưng đó lại chỉ là một nhịp đu mà anh ta cũng đã bị lưỡng lự. Và qua đó thì Gray thành ra một thời thiếu người cho bên phía đội tuyển G-Line, họ không có lượng đam đến từ Gray nữa. Và Ara quá cản lướt trong pha thi đấu vừa rồi, thêm một lần nữa thì thủy thần đã phát huy tác dụng. Và nếu như để cho thủy thần tiếp tục tanh được vào trụ như thế này thì sẽ là một lỗ thế rất lớn cho G-Line.
Bởi nếu như xét về khả năng đánh đàm thì thực sự Kret là quá ổn. Trong trận đấu này CD Đại cũng không có nguồn sát thương chuẩn ngoại trừ Kuga. Thế nên Kret lại càng dễ chơi, và đây là Thủy Thần. Bật ra khá hợp lý đến từ vị trí của Ara. Đẩy được Hoàng Tân lên một nhịp. Đang khép dọc và Gray bị hủy diệt bởi Aliyah. Hai xạ thủ đến từ bên phía TDT lấy trụ nhanh quá. Và như vậy là trụ một khu vực đường trên nó dành cho đội tuyển TDT rồi. Họ đang có thế tấn công rất đẹp. Sau khi lấy xong trụ một khu vực đường dưới, họ đẩy Tơ Nhân lên khu vực cánh trên. Và sau đó thì Gray một mình anh ta là không phòng ngự được cái trụ ở khu vực đường trên nữa. Một cái thủy thần đẹp nữa của Ara, có lẽ là một trong người khép góc hay nhất hiện tại chính là Ara rồi. Chúng ta vẫn phải nói về việc đó là CG Live vẫn gặp những vấn đề rất lớn trong đoạn đầu trận. Mặc dù họ đã thắng One Star đến 3-0, nhưng kể cả khi gặp một đội tuyển được đánh giá yếu hơn rất nhiều thì họ vẫn thua trong giai đoạn đầu trận. Phải nói rằng CG Live vẫn đang gặp những vấn đề. Tuy nhiên thì họ có lẽ cũng được mệnh danh là ông vua thủ nhà của mùa này. Thì xem họ có thủ được ở trong trận đấu này hay không đây. Một trận thua đầu trận cũng đang đến, có thể nói là như một lẽ tất nhiên với bên phía của CG Live rồi. Và họ đang phải bảo vệ cái trụ đường giữa này càng lâu càng tốt để câu kéo thế trận, có lẽ là phải lên game. Ngày hôm qua thì có người gọi đội tuyển CG Live là trụ cuối eSport. Bởi vì là họ gặp One Star họ còn đúng một trụ, họ có phòng ngự được. Họ gọi là Leverkusen. Leverkusen của Liên Quân. Bởi vì là họ phòng ngự quá trì trạc đi. Nhưng đây là trận đấu mà họ gặp TDT và họ đang có lẽ là lâm vào tình thế nó đang tạm thời là khó dành cho bên phía CG Live rồi. TDT họ đang vươn lên về mặt lượng tiền với khoảng cách lên đến khoảng là 4.000 tiền nhiều hơn ở thời điểm trước phút thứ 8 như thế này. Một con số nó cũng khá là đáng sợ dành cho đội tuyển GG Live. Trong đó với GG Live thực sự là đang hơi khó. Bởi vì trận này thì về khả năng giao tranh tổng thì tôi lại nghĩ rằng là họ cũng không hẳn là quá tốt. Với việc là xạ thủ của họ chỉ là Elsu mà thôi. Còn trong khi đó thì bên kia chiến tuyến có nhiều công cụ để cho TDT mở ra tình huống giao tranh tổng đẹp. Điển hình là với Ara, anh ta bật cú chu cuối lên, rồi Nolan lao vào càn quét, rồi Kai'Sa nhảy vào cú chu cuối của mình nữa. Aliyah tự nhân tha hồ xả đam. Và như vậy là TDT có rất nhiều công cụ đây. Họ đang làm điều đó khi đây Ara bật lên thủy thần. Nhưng Aliyah mất nhiều bóng quá. Kuga cũng đang đến tấn công thẳng Aliyah rồi. Aliyah sẽ nằm lại trong tiếng này, anh ta nằm lại mất rồi. Và Kuga đã đổi được cái điểm hạ gục của Aliyah, nhưng anh ta vẫn đang còn đó. Brigitte hủy diệt đi Ara. Một tên đánh lại quá hay đến từ G-Line, Brigitte vẫn đang chơi. Và như vậy là Kuga là người duy nhất nằm lại bên phía đội hình của G-Line. Trong khi đó TDT mất đến 3 thành viên. G-Line vẫn có những pha phản công rất hay. G-Line vẫn có những pha phản công rất ổn để kéo lại thế trận cho bản thân mình khi đã bị lỗ thế rất nặng. Đây vẫn là bản sắc của G-Line chẳng. Lúc này thì G-Line đang quay trở lại ở trong trận đấu này, và trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn sau tình huống giao tranh vừa rồi. Hãy cùng chờ xem liệu rằng là G-Line họ có lấy lại thế trận sau tình huống đánh trả này hay không đây. Một cú tốc biến của Kuga và kèm theo đó là cú vùng diệt quỷ, quá nhiều sát thương dính thẳng vào người Aliyah. Aliyah không chạy nổi nữa, còn trong khi đó thì hãy Kuga nhìn cách tốt mà Bridget đã xử lý kìa. Tốc biến thoát ra khỏi khả năng truy đuổi đến từ bên phía TDT, nhưng ở trong thời gian thực thì con rồng ánh sáng đã được ăn bởi TDT rồi. Aliyah vẫn đang bắn nó. Ara thì cản lên và trong đó Hoàng TD. Hoàng TD nằm lại rồi, và đó điểm họ cùng dành cho Kai'Sa. Gray phải bỏ chạy đi với chiều cuối, nhưng Kai'Sa vẫn đang quẩy. Kai'Sa quẩy thêm một người nữa, anh ta bị nằm lại khi Bridget là người sắt đao thành công. Kai'Sa đôi lần thoát được hay không đây, anh ta vẫn cố gắng chạy đi và có vẻ như là sẽ chạy được thành công. Như vậy là G-Line mất hai thành viên, còn trong khi đó với TDT họ đổi đi Kai'Sa. Đó là một pha thi đấu rất điên đến từ Kai'Sa, mà lâu rồi chúng ta mới được nhìn thấy Kai'Sa có một pha xử lý tốt đến như vậy. Và đặc biệt là có bài Zuka, con bài mà đã từng gây thất vọng với Kai'Sa trong quá khứ. Kai'Sa đã từng là một người chơi theo phong cách tấn công rất điên cuồng. Và trong pha thi đấu vừa rồi thì một phần lỗi thuộc về Hoàng TD, anh ta mải ngắm và bị Kai'Sa khép góc một cách quá nhanh. Hoàng TD gần như là bị, có thể nói là bất ngờ trong tình huống thi đấu đó. Anh ta không kịp sử dụng chiêu cuối và lên bảng quá nhanh trong tình huống thi đấu vừa rồi. Một lợi thế được tạo ra bởi Kai'Sa, nhưng Ara bị quay bởi 4 người và Ara bị hạ gục. Đó là tình huống mà có lẽ là Ara cũng câu kéo đủ thời gian để cho đồng đội của mình ăn được con xe già. Nhưng với việc Ara trên bảng đếm số thì ép thẳng vào trụ đường giữa, đó là Omega của Tama. Và con hào xe già thì nó đã dành cho bên phía TDT, nhưng đổi lại thì họ mất cũng là tương đối. Bây giờ thì con rồng ánh sáng này nó sẽ dành cho đội tuyển G-Line, và họ mất đi cho mình cả cái trụ một khu vực đường giữa nữa, và thêm cái điểm hạ gục của Ara. Có lẽ là Ara pha đó để mà câu kéo lâu hơn, thậm chí là nghĩ đến chuyện bỏ chạy đi thì anh ta chỉ cần bật cái chiêu cuối của mình lên thôi. Chắc là chưa hồi, có vẻ là anh ta một là chưa hồi, hai là bị trên sông nhanh quá, và vì vậy mà thậm chí là cái suy nhược thì Ara cũng chưa kịp bấm nữa. Và lúc này thì các bạn hãy tiếp tục bình chọn cho game Liên Quân Mobile của chúng ta để có thể giành giải thưởng game thể thao điện tử xuất sắc tại GameVerse 2024. Rõ ràng đây là một giải thưởng hoàn toàn là xứng đáng cho Liên Quân thôi, khi mà chúng ta biết rằng Liên Quân là bộ môn thể thao điện tử có nhiều fan hâm mộ nhất, gọi là quốc dân rồi. Quốc dân. Trong khi đó thì quay trở lại với trận đấu này, đây cũng là một trận thi đấu rất hay, khi mà lúc này thì CG Live đang bị dẫn trước về mặt lượng tiền. Nhưng nhìn vào những pha giao tranh gần đây
thì CG Lai không thua thiệt quá nhiều nữa. CG Lai đang quay trở lại ở trong những pha thi đấu rồi. Nolan bật lên băng sương chờ đợi được Kai'Sa. Kai'Sa đến và Nolan chơi luôn trong tình huống thi đấu này. Bộ đôi đến từ TNT đè được một chút ở khu vực đường trên, nhưng ở đường giữa thủy thần được bật lên. Hoàng TNT lại tiếp tục bị choáng trong tình huống thi đấu này, nhưng Tama khép góc vào vị trí Aliyah. Aliyah thấp máu và bị buộc phải rời khỏi giao tranh. Gray băng vào Long Diệt thật ra. Kuga có đủ châu hay không đây? Kuga vẫn về được. Như vậy là không ai phải nằm lại trong pha giao tranh này, nhưng trụ cũng đã có dành cho TNT. Thế là được rồi, thế là một tình huống tấn công có lợi dành cho TNT rồi. Còn trong khi đó thì có thể thấy rằng nếu như Hoàng TNT mà bán chuẩn hơn thì có lẽ là Z-Line họ cũng phần nào là họ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn trong tình huống phòng ngự vừa rồi. Nhưng cuối cùng thì cái trụ nó cũng đã dành cho TNT sau một nỗ lực băng vào đến từ Ara. Nhưng mà anh Sơn ạ, ngày hôm qua tôi có nói rằng là ZZLive thắng được Wanta thật và thắng rất sâu thật. Nhưng chưa chắc thắng TNT, tôi chỉ nói là chưa chắc thắng TNT. Thì có nhiều bạn khán giả không tin đâu. Không tin đúng không? Và nói rằng là tôi như thế là đánh giá hơi thấp ZZLive thắng 3-0 Wanta. Thì làm gì có chuyện là thua được TNT. Nhưng câu trả lời ở thời điểm hiện tại đó là cũng chưa chắc thật. Chưa chắc thật. Khi mà ZZLive vẫn gặp những vấn đề bất ổn trong đoạn đầu trận. Còn giai đoạn về sau thì chúng ta còn phải chờ xem họ có xử lý tốt như ngày hôm qua hay không, và TNT có mắc những lỗi như Wanta đã mắc phải trong ngày thi đấu hôm qua hay không, chúng ta còn phải chờ xem. Lợi thế vẫn đang thuộc về bên phía TNT, lượng tiền nhỉnh hơn khoảng 2.500 tiền. Ara có chu cuối rồi, Ara quyết định là nhảy sang, nhưng anh ta chỉ dùng cú đinh ba của mình để gạt vào người của Gray mà thôi, mà không dùng chiêu cuối. Tôi nghĩ rằng con Crest này nó hồi chiêu cuối là cũng tương đối nhanh, và vì vậy mà Ara có lẽ nếu mà anh ta dùng chiêu cuối để anh ta đe dọa thẳng vào Gray thì cũng là một lựa chọn thử nên làm thì cũng có lẽ là hiệu quả dành cho Ara. Nhưng vừa rồi chúng ta không làm điều đó. Ván đấu này Gray làm lại nhiều quá. 3 điểm hạ gục dành cho người chơi đi rừng của đội tuyển G-Line rồi. Và đây là một cú viễn trình kích lần này thì nó đã chính xác rồi. Vẫn đang làm thế mà đôi bên cũng chờ đợi con Seiza tiếp theo nó xuất hiện thôi. Về khả năng đẩy lính thì TNT đang là những người có được ưu thế hơn so với bên phía G-Line. Nhưng có thể thấy rằng G-Line thì họ trong những tình huống giao tranh cũng không hẳn là thua thiệt gì cả so với TNT. Khả năng cấu rỉa nếu như nó tốt hơn đến từ Hoàng TD thì có lẽ là G-Line cũng còn có được một thế trận tốt hơn nữa. Vẫn chờ đợi thôi. Ara vẫn đang lấy sai ở đây và biết được rằng là Tama cũng đang có mặt ở đó. Ngày hôm qua tôi cũng nhận định rằng là cái đội tuyển G-Line này là một đội tuyển mà họ có thể đánh rất bay, tức là họ hoàn toàn có thể là hạ gục những đội tuyển mạnh trong một ngày mà họ thi đấu thăng hoa. Nhưng thực sự là khi gặp những đội tuyển theo kiểu dạng như là TNT như thế này thì cũng chưa hẳn đã là những đối thủ kiểu con mồi ưa thích dành cho G-Line đâu. Họ lại thích gặp những đội tuyển mạnh hơn thì sao, đúng không? Khi mà những đội tuyển mạnh thì sẽ tràn lên đánh và G-Line sẽ có những cơ hội phản công. Đây là tình huống thi đấu mà con Seiza được dành cho bên phía của đội tuyển đó là TNT. Nolan khép góc là khá hay. Nolan khép góc được rất nhiều thành viên của G-Line và họ ăn được một con Seiza miễn phí với con Seiza bóng tối thứ hai này. Qua đó thì lúc này TNT có thêm một cơ hội nữa để ép vào những cái trụ thứ hai của bên phía đội tuyển ZZLive. Thực ra thì với một thế trận như thế này thì ZZLive vẫn chưa quá đáng lo. Nhìn vào những gì mà họ đã thể hiện trong ngày hôm qua thì đây là lối đánh sở trường của ZZLive, đó là bật lại từ một thế như thế này. Cũng chờ xem là họ có làm được trước TNT hay không. Nên nhớ rằng dù sao thì One Star nó cũng sẽ mang đến cảm giác cũng rất khác dành cho G-Line khi mà họ thi đấu với One Star, một đội tuyển được đánh giá cao hơn G-Line. Còn trong khi đó TNT là một đội tuyển có thể coi là được đánh giá là thấp hơn so với G-Line. Để cho một đội tuyển được đánh giá yếu hơn mình mà họ đè nén như thế này thì đôi khi là những cái pha xử lý chưa chắc là họ đã có thể làm hoàn hảo được, như là ngày hôm qua khi mà họ đã thủ rất trì trước One Star. Còn bây giờ là hai đợt Seiza tiên phong tiến lên, và TNT sẽ tận dụng hai đợt Seiza này như thế nào để lấy đi dàn trụ ngoài của G-Line đây? Có lẽ đó sẽ là những gì mà họ nghĩ đến. Thả đại lộ Seiza khu vực cánh trên để tiêu hủy đi tân lính, và họ sẽ dồn người sang khu vực đường giữa này chăng? Gray mất máu tương đối nhiều nhưng anh ta vẫn đã dọn xong thành công con Seiza. Con Seiza này cũng sẽ góp phần khiến cho TNT có lợi thế ở hang Seiza bạo chúa ở trong ít phút sắp tới, khi mà phút thi đấu thứ 15 cũng chuẩn bị điểm rồi. Kai'Sa lộ vị trí và Kai'Sa cũng sẽ lấy được cái trụ đường trên này với tân lính một cách miễn phí. Vizit đã có được cho mình đó là gươm tận thế. Vizit hướng đến một cú cào nhanh với lối lên trang bị đam tương đối sở trường của Liliana. Một thế trận mà ZZLive đại đang bị ép nhẹ ở trong thế bản đồ cũng như là lượng tiền. Tuy nhiên thì mọi thứ vẫn ở phía trước, con sẽ ra bạn chuẩn bị xuất hiện. Và như vậy là đã thủ được trụ hai khu vực đường giữa đến từ bên phía của đội tuyển G-Line rồi. Seiza bạo chúa nó đã có. Ngày hôm qua thì câu chuyện của Seiza bạo chúa trong trận đấu giữa One Star cũng như G-Line nó cũng là một câu chuyện nó cũng hơi là đáng nói, khi mà con Seiza bạo chúa đó nó phải, tôi nghĩ phải tiêu tốn của One Star mất tầm 6-7 phút. Hơi họ cứ lang thang mãi ở con Seiza đó và để cho tân lính đẩy free cái trụ hai đường trên và đẩy free cái trụ một đường giữa, và nó tạo ra một thế mà có thể lật ngại thế cờ dành cho G-Line. Nên vì vậy mà cái khả năng xử lý của Seiza bạo chúa vẫn đang là vấn đề với rất nhiều đội tuyển hiện tại, chứ không chỉ là một mình One Star đâu. Kể cả khi mang được Seiza rồi thì ép One Star làm cũng không tốt. Có những lúc họ ép rất tốt trước Sài Gòn Phantom, thậm chí là một con Seiza end game luôn, nhưng trước chính G-Line thì họ lại không ép nổi, vẫn để cho trụ cuối Esports thắng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là bên phía của TNT có rút được bài học gì
sau trận thua ngày hôm qua của Wanta hay không. Liệu họ có để cho tiếp tục là những tình huống phản công từ trong trụ bậc thềm đánh ra đến từ CG Live phát huy hiệu quả, hay TDT sẽ làm tốt hơn so với cả Wanta trong giai đoạn cuối của trận đấu này. Mọi thứ vẫn đang rất căng thẳng, cả hai đội tuyển đều có những lý do để chơi ở trong giai đoạn cuối trận. Với bên phía TDT đó là hai xạ thủ và bể tướng cũng là hoàn toàn đủ ổn để đánh trong giai đoạn cuối trận. Với bên phía CG Live đó là Elsu, đó là Liliana, đó là Richter, đều là những con bài tương đối mạnh trong đoạn cuối của trận đấu. Và Liliana thì có khả năng cao theo phần trăm máu nữa khi mà tích thành công nội tại chiêu 1. Còn đây là cú thủy thần được bật bởi Ara, có lẽ lấy trụ 2 là những gì mà anh ta đang nghĩ đến thôi. Càn lên và sau đó thì phía sau đơn giản là những cú bắn của tự nhân cũng như là nhưng nô lên vào hơi sâu thì phải bị tấn công bởi Bridget khá đau. Mất nửa cây máu, có linh đạn được nhả ra đến từ Liliana của Bridget nhưng sẽ chạy đi đến từ vị trí Nolan thôi. Đang lấy đi trụ ngoài rồi, còn Tama đang càn lên. Có vẻ như là con Seta bạo chúa này vẫn sẽ chưa thể được ăn một cách dễ dàng đến từ TDT được. Nolan chưa gặp phải nguy hiểm bởi anh ta có phù chú trường sinh trên người của mình. Nhưng đây là pha thiếu mà Ara mất rất nhiều máu, mất giải hiệu ứng trong tình huống thiếu này. Ara chưa hồi lại được chiêu cuối. Thủy thần là một thứ vô cùng quan trọng với Crest. Gần như là Crest sẽ đánh chỉ với thủy thần thôi. Nếu như không có thủy thần thì Crest cũng chỉ là một con bài mang tính chất là bút giáp cho đồng đội là chính thôi. Và đẩy đối phương ra đôi chút. Hai cái phù chú trường sinh đến từ bên phía TDT và một cái phù chú trường sinh đến từ phía Tama trong đội hình của CG Live. Bắn tốt của Hoàng TD, tuy nhiên thì nó cũng chưa ảnh hưởng quá nhiều được đến thế trận khi mà Aliya là con bài có khả năng hồi phục rất tốt, khi Erin vẫn được biết đến với khả năng lên hút máu cực kỳ ổn. Lượng tiền hiện tại thì là hơn 4.000 nhiều hơn dành cho đội tuyển TDT, nhưng 4.000 tiền nhiều hơn, khoảng 4.500 tiền nhiều hơn không quan trọng. Chưa mang lại được cái ưu thế gì trong việc kiểm soát con Seta bạo chúa này dành cho đội tuyển TDT. Và như thế là hơi nguy hiểm dành cho đội tuyển này thôi. Nhưng có lẽ là họ sẽ cần phải tìm ra khả năng để có thể xuyên qua lớp bê tông phòng ngự của G-Line. G-Line vẫn đang chơi phòng thủ phản công. Có vẻ như là họ trung thành với cách chơi này, lối đánh sở trường. Kể cả khi gặp OneStar hay là họ gặp một đội tuyển đánh giá yếu hơn như là TDT, họ vẫn chơi phòng ngự phản công thôi. Đây là Ara bật lên cho mình cú chiêu cuối, thì tấn công bởi đó là Gray. Ara khá trâu ở đây, anh ta vẫn còn lớp giáp, bây giờ thì mới mất đi lớp giáp và có lẽ sắp hết dạng thủy thần rồi thì Ara sẽ lùi mà thôi. Tama thì đang càn ngược lên, nhưng Tama thì cũng khá khỏe, lượng máu của Tama nhìn trông cũng tương đối là đầy và vì vậy mà Tama cũng không ngán các thành viên bên phía đội tuyển TNT dồn đam. Anh ta thậm chí đang lùi ngược lại với chị Ara. Nhưng đây là Kai'Sa mất giáp hồi sinh rồi, sau khi tỉnh lại anh ta đổi qua đó là quả cầu băng xương, nhưng có chạy không đây, một tình huống anh ta đổi thêm qua liền nhưng Tama tốc biến lên chơi và như vậy Kai'Sa đã lên bảng đếm số. Bất ngờ đổ ra giao tranh đây và Hoàng TD hủy diệt được thành công vào vị trí của Ara rồi. Bên phía Ara đang tràn ra, Aliya cố gắng bắn bật chiêu cuối đến từ Aliya. Aliya vẫn đang xả đam nhưng Tama tỏ ra là quá khỏe và Kuga lấy được điểm hạ gục của tớ nhân trong tình huống vừa rồi. Như vậy là một đổi ba dành cho GG Live. Liệu có phải là ông vua thủ nhà GG Live sẽ lại tiếp tục có một ván đấu sở trường của mình hay không? Đây đây sẽ là con sẽ ra bạo chúa mà gần như là chắc chắn trong tầm kiểm soát của GG Live. 2-4, 2-4, nhưng 4 thành viên của GG Live hơi yếu máu. Tama đang thấp máu nhưng Tama vẫn đang chống chịu được. Nolan đuổi được đối phương ra ngoài một nhịp nhưng Nolan không thể cản trở được các thành viên của đội tuyển GG Live quyết tâm lấy được con xe ra này. Xe ra đang có lấy được xe ra một mạch đến từ vị trí của nó là Aliya. Tama vẫn đang càn vào, Tama lùi ra một nhịp. Tama đủ khỏe, Tama còn ra một mạch. Tama tiếp tục càn lên, lấy đi tốc biến của Nolan, lấy đi thuật ngang tay của Nolan. Lại là một trận phản công của GG Live. Có thể nói là đội tuyển chơi phòng ngự phản công hay nhất hiện tại chính là GG Live. Trước bất kỳ một đối thủ nào, GG Live trung thành với cách chơi đó và họ vừa rồi lấy lại toàn bộ thế trận sau con xe ra bảo chúa, sau những điểm hạ gục mà họ có được trước đội tuyển TDT. Và có thể thấy rằng là con Omega của Tama nó đáng sợ đến như thế nào. Thực sự là Aliya không được chơi game trong tiếng vừa rồi chỉ vì cái con Omega nó chắn đứng trước mặt, và sau đó thậm chí Omega còn lấy luôn điểm hạ gục của Aliya. Aliya không sống được ở trong tình huống đó. Xe ra tiên phong choáng trụ rồi, đứng trên là nơi Nolan đang cố gắng phòng ngự, anh ta là người mất máu nhiều quá. Nolan sau khi bỏ chạy không nên cố gắng lết đi là Nolan vẫn chạy được thành công. Ara đang đến, Ara dùng chiêu cuối cản đối phương và như vậy trụ hai đường trên nó dành cho bên phía GG Live. Ara đã mất đi thủy thần rồi và Ara sẽ mất đi một khoảng thời gian rất lâu nữa mới hồi lại được thủy thần, dù đây đã là cuối game. Thì đợt sóng tiếp theo của GG Live sẽ có vô cùng nhiều tác dụng trong ván đấu này. Đã hồi phục được lượng máu đến từ vị trí của ta mà. Và bây giờ thì Seja bạo chúa bắt đầu tiến vào ở cả ba đường. Và đường dưới cũng là nơi mà Seja cũng đang có những Kai'Sa là người đang phòng ngự nó. Đường giữa bắt đầu Tama càn vào rồi, chưa có nhịp choáng trụ nhưng Seja đang tự bắn vào trụ. Raidu nhớ sau đó đưa chiến lao vào cao. Và Hoàng TD hủy diệt đến Nolan rồi. Tama cũng đang tiến lên. Một đường giữa dành cho đội tuyển GG Live và họ hướng sang khu vực cánh trên, nơi mà họ sẽ có thêm một đường siêu cấp nữa.
Đội Lên đã phải nằm lại rồi, khả năng phòng thủ của TDT chỉ còn là 4-5 mà thôi. Thủy thủ bật đá ra nhưng không trúng ai cả. Brazil còn nửa cây trên người nhưng vẫn đang ở lại đó. Và đây có thể là 3 đường dành cho Zizi Lai. Vẫn tiếp tục là tiến lên đến từ Zizi Lai và chắc chắn sẽ là 3 đường rồi. Nhưng có kết thúc được trận đấu hay không đây? Cái đây Kai Sa diện trong ván đấu này. Kai Sa mà Kai Sa tiếp tục cản ra. Chưa ai cũng được Brazil nhưng đã lấy được mạng của Gray và như vậy là 3 đường. Nhưng Seja đang ở rất nhiều, Seja ở trong nhà chính đang là rất nhiều. Đứng trên, Seja bắn nhà kìa, Seja bắn nhà đâu quá. Còn có 7.000 máu hơn thôi, may quá các tuyển thủ bên phía TDT họ về rồi, Seja vẫn đang bắn nhà bên phải. Còn có 4.000 máu hơn thôi, Seja tràn vào quá đông và như vậy là phòng ngự được đến bên phía TDT. Nếu pha thi đấu vừa rồi mà Gray không bị hủy diệt thì có lẽ TDT đã thua luôn ở trong trận thi đấu này rồi. Bởi những con Seja này thì chỉ cần thêm một vài thành viên của ZZ Live vào đánh trụ thôi là xong. Nhưng vẫn chưa thể kết thúc được trận đấu nhưng đã là 3 đường, một thế rất đẹp dành cho Omega. Rõ ràng là ZZ Live vẫn là đội tuyển họ chơi theo kiểu đúng là biết mình biết người. Họ đang gặp rất nhiều khó khăn trong đoạn đầu trận. Họ không tài nào thắng được trong đoạn đầu trận dù đó là TDT hay đó là OneStar. Nhưng cứ đến cuối trận thì họ đang hay và Nolan bị kẹt lại. Nolan có thể là một tình huống bắt ngay vào vị trí của Nolan. Không, họ thả con săn sắt để họ bắt con cá rồ. Họ đang muốn bắt vào phía sau nhưng Nolan tiếp tục lao lên tành. Nolan đủ trâu để có thể check được cái bụi này. Anh ta check bụi nhưng cái giá phải trả là mất lượng máu tương đối lớn, có thể là mất luôn thế kiểm soát dành cho bên phía TDT. Chỉ còn có khoảng hơn 20 giây nữa thôi là con Seja bạo chúa tiếp theo nó sẽ ra. Tốc độ ra Seja nó là tương đối nhanh và qua đó thì nó khiến cho trận đấu này tốc độ của nó cũng đang là rất gấp gáp ở vào thời điểm ngoài phút thứ 22 như thế này. Ba đường dành cho G-Line rồi nhưng bây giờ thì G-Line lại đang trong thế tấn công. Cùng chờ xem là trong thế tấn công thì họ có làm tốt như trong thế phòng ngự hay không. Còn TDT thì ở trong thế phòng ngự họ có thể làm được gì đây? Thủy thần hơi tệ đến từ Ara. Tấn công vào Bridget nhưng Bridget thì đơn giản vì anh ta là một vị tướng rất cơ động. Nó có bài Liliana tránh đi rất nhanh, Ara thậm chí mất máu nhiều hơn. Mất luôn cái giải đang lao lên, đó là ở vị trí Kuga bật thuẫn khá sớm. Kuga cản lên, Nolan còn rất ít máu ở đây. Trong đó Bridget đang tạo ra những quả cầu đầu xuyên. Kai'Sa đang đến từ bên dưới. Kai'Sa gõ vào đầu Hoàng Tele rồi gõ tiếp vào đầu Kuga. Trong tình huống này chắc Kai'Sa tìm thêm một mục tiêu nữa và đó chính là Tama, nhưng sau đó Kai'Sa lui lại và như vậy là Hoàng đã phải lên bảng điểm số rồi. Công bằng mà nói thì Kai'Sa đã có tội ở trong pha thi đấu mà anh ta phải nằm lại ở trong hang bùa đỏ của đối phương, nhưng đây là một trận đấu mà Kai'Sa cũng đã có nhiều cú vòng sau thực sự là hay để níu giữ đi những hy vọng dành cho TDT. Liệu có lật ngược thế cờ trong một thế ba đường được hay không đây? Đến từ bên phía của TDT có lợi thế về một điểm hạ gục, liệu có ăn nổi sẽ dài không? Tôi nghĩ là khó. Còn Omega cực kỳ khó chịu đến từ Tama. Tama ở pha này nhớ anh ta biết có Kai'Sa ở đó nhưng việc của Tama lại không phải là bảo vệ cho Hoàng. Hoàng phải tự chơi thôi. Hoàng phải tự chơi, còn Tama vẫn phải lao lên để thanh cho đồng đội. Rõ ràng có cả Kuga nhưng Tama vẫn lao lên đánh. Bây giờ con Seja trong thời gian thực đang được tấn công bởi TDT rồi, nhưng các thành viên Z-Line họ cũng là khá đông ở đây. Có cả Tama đang vòng vào, Gray cũng đang có vị trí đứng của mình, Kuga cũng thế. Bridget đang lang thang gần hang Seja đối với điều này. Trong khi đó thì đang có tình huống mà Gray đẩy ở khu vực cánh dưới. Các thành viên còn lại Z-Line sẽ câu kéo ở khu vực hang Seja. Kuga đang yếu máu rồi, tờ nhân đang bắn nhưng Kuga vẫn đang còn đó. Anh ta tránh đi được rồi, còn trong khi đó thì Tama càn lên với chiêu cuối của mình. Còn Gray chuyển sang đẩy đường trên. Vẫn đang là một thế không ăn nổi Seja đến từ bên phía TDT hoặc là ZZ Lai. Làm gì được nhau nào? Bây giờ thì ba đường rồi, TDT khó rồi. Có ăn được một điểm hạ gục đến từ pha tỏa sáng của Kai'Sa cũng không thể nào mà đẩy đường được. Trong khi đó thì đây sẽ là pha ăn Seja ngược lại của ZZ Lai khi thấy Ara mất đi thủy thần và đối phương đang phải ở nhà rất đông người. Thì ZZ Lai muốn tận dụng thời cơ này để ăn nhanh cho mình con Seja. Họ đang vừa bắn người vừa bắn cả Seja. Hoàng TDT đang lao lên để bắn người. Như vậy là con Seja này sẽ được kiềm lại một khoảng thời gian. Vẫn chưa có đội tuyển nào sở hữu con Seja này. Nhưng xét về thế tướng thì ZZLive lúc này hoàn toàn thoải mái để thậm chí là 4v5. Tôi thì nghĩ rằng là chưa chắc đâu, bởi vì TDT họ cũng sẽ có những công cụ khá mạnh. Một cú viễn trình kích nó cũng rất nhạy cảm của Hoàng TDT để ăn lên cho mình con bùa xanh vừa rồi. Seja vẫn chưa thể được ăn bởi đôi bên ZZLive đang là những người có được cho mình vị trí đẹp để có thể tấn công Seja. Nhưng TDT thì họ không từ bỏ ý định để có thể can thiệp vào Seja, nhưng Aliyah một lần nữa gặp khó khăn ở đây. Kuga tấn công Aliyah rồi, Aliyah bật chiêu cuối nhưng anh ta lại dính thêm một cú vẩy nữa đến từ Bridget. Seja đang hơi yếu, Ara bật thủy thần và con Seja này nó sẽ thuộc về Gray. Chắc là hết có rồi. Có lẽ là hết rồi dành cho TNT, không thể làm gì được hơn nữa cả. Trận này Erin vẫn hơi quá đuối ở trong tay của đó là Aliyah rồi. Trong đó Bridget ở đây, Bridget đang bị tấn công bởi Kai'Sa nhưng cuối cùng Bridget thì sống. Còn Kai'Sa thì có chạy được hay không? Kai'Sa chạy được thành công rồi nhưng viện trình kích của Hoàng TNT và mất đi Kai'Sa rồi. Z-Line có cơ hội để giải quyết đi ván đấu này ở vào thời điểm này. Cú bắn xuyên khe của Hoàng TD, cú bắn xuyên khe của Hoàng TD đã lấy đi điểm hạ gục của đó là Kai'Sa. Bây giờ thì chờ đợi phù chú trường sinh hồi phục cho bản thân mình. Các thành viên của đội tuyển ZZ Live sẽ có 35 giây nữa để đánh hơn người ở trong tình huống này. Liệu có thể giải quyết được trận đấu hay không đây?
Thực ra thì tôi muốn nói về vấn đề đó là GZI có thể câu kéo thời gian trận đấu rất lâu. Nếu như trong trường hợp mà đối phương có hơn một người, nhưng liệu khi mà họ hơn người như thế này thì họ có tràn được vào nhà chính của đối phương hay không đây? Tama bắt đầu lao lên từ Tama. Tama. Tama đang đánh rất nhiều sát thương, nhưng Tama cũng đang đánh rất nhiều. Tama bị hủy diệt, băng vào đến từ ví dụ Gray. Gray bị băng xương outplay đến từ Aria. Vẫn phòng thủ được. Vẫn phòng thủ được thật, bởi vì là một viễn trình kích nó trúng tờ nhân, nhưng tờ nhân thì vẫn còn ra bộ mệnh trên người. Sau đó thêm một viễn trình kích nữa thì lần này tờ nhân bấm chưa ai kịp. Kai'Sa hồi sinh, Kai'Sa kịp hồi sinh. Có lẽ là khi mà Kai'Sa làm lại lúc nãy thì bản thân anh ta cũng nghĩ rằng là có khi không kịp hồi sinh trận đấu đã hết gì mất rồi. Nhưng cuối cùng thì Kai'Sa lại được chơi game thêm một lúc nữa và chúng ta cũng chưa biết là trận này ai sẽ thắng đây. Liệu có một trận đấu mà một bên không thắng được và một bên thì cũng đang chưa thua được hay không đây? Chúng ta đã từng chứng kiến những trận đấu như vậy kéo dài đến 51 phút, kéo dài đến hơn 60 phút thi đấu của những đội tuyển của đấu trường danh vọng. Và đây phải chăng là một trận đấu như vậy khi mà GZLive vẫn chưa thể nào mà end game được sau tình huống có Caesar bạo chúa vừa rồi, sẽ mất đi toàn bộ hiệu lực của con Caesar bạo chúa. Nolan băng lên đấm vào những chiếc Vizit và đấm rất đau, đấm rất đau đến từ Nolan. Nếu như đó là một dạng tướng không phải là tướng tanh, Tama pha đấu vừa rồi hơi quá. Tama pha đấy là cũng hơi ảo con Omega này rồi, anh ta cần phải ra sớm hơn. Đứng vào sâu quá, việc Tama nằm lại quá nguy hiểm. Bởi vì là khi mà anh ta nằm lại thế là anh đến bên phía đội tuyển GZLive nó không còn được đảm bảo nữa. Anh ta chính là người chống chịu toàn bộ nguồn sát thương của đối phương. Và anh ta phải sống thì GZLive mới có đủ khả năng chống chịu. Khi mà khả năng chống chịu của Kuga kém hơn khá nhiều so với lại cả Tama với con Omega này. Đối phương có đến 2 xạ thủ và chiêu cuối của Tama là một điều rất quan trọng, rất rất quan trọng. Có thể thấy là ở meta hiện tại thì khi trận đấu kéo đến mức độ kiểu dạng siêu lết như thế này thì ở đẳng cấp của những đội tuyển chuyên nghiệp đánh với nhau tôi nghĩ rằng là cũng khá khó để có thể giải quyết đi ván đấu. Kiểu dạng như nếu mà họ làm được tốt thì chỉ cần trước phút thứ 15 là xong rồi. Còn nếu để quá phút thứ 15 lên phút thứ 20 trận đấu có thể kéo đến tầm 30 phút được. Nhưng trong một thế như thế này thì tôi vẫn tin rằng là chiến thắng nằm có lẽ là 3/4 trong tay của GZLive, là 75% trong tay của GZLive rồi. Có lẽ là 75% trở lên, bởi vì họ rất khó thua. Họ rất khó thua ngược lại. Họ chỉ cần cố gắng giữ thế trận và sau đó chờ đợi sai lầm của đối phương thôi. Họ sẽ có rất nhiều lợi thế. Ara bật lên cho mình Thuận Nham Thạch. Một pha đánh ngược trở ra đến từ bên phía TDT nhưng họ cũng chưa làm được quá nhiều điều. Ara dừng lại ở nhịp thi đấu này khi đã mất đi Thủy Thần. Ara bật Thủy Thần và vừa rồi thì làm cú choáng nó trúng được một thành viên GZLive. Nhìn chung là những cú Thủy Thần Ara trận này thì nó cũng chưa thực sự là quá đẹp mắt. Cái Thủy Thần thì có lẽ giai đoạn đầu khi mà đối phương chưa có giải của level 4 thì lúc đấy nó vô cùng mạnh, và nếu như làm thực sự tốt lúc đấy lên cầu tuyết giai đoạn sau thì nó cũng ổn thôi. Nhưng nếu như đối phương có giải rồi thì thực sự là mỗi lần Thủy Thần thì nó cũng chỉ mang tính chất là tanh sát thương dành cho đồng đội lao lên băng càn mà thôi. Còn khả năng choáng, khả năng khống chế thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng đi phần nào. Còn trong khi đó Omega tôi thấy nguy hiểm hơn đấy. Omega nguy hiểm hơn, cứ bật chiêu cuối lao vào đẩy 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 nó khó chịu lắm. Rất khó chịu cho đội hình TDT, bởi vì nó còn có nhiều sát thương nữa. Omega cũng có rất nhiều sát thương ở trong tay của mình. Chiêu thức của Omega có khả năng gây sát thương tương đối tốt, kể cả ba chiêu thức của mình và cả đòn nội tại nữa. Tama thì lúc này lại cũng đủ khỏe để có thể mua bán đồ rồi, với một lượng tiền lên đến 16.000 tiền rồi. Thế nên Tama có khả năng càn rướt lúc này là cao hơn so với Crest của Ara. Nhưng Ara thì lại có khả năng check map cũng tương đối tốt. Và vì vậy thế nên là vẫn chưa thể ăn được con Caesar này. Một cú Thủy Thần được bật lên, Hoàng TD mất khá nhiều máu. Nhưng Hoàng TD vẫn đã lùi ra được. Ara vào hơi sâu. Ara bật lên Thuận Nham Thạch lên cho mình giáp bộ bệnh. Ara đuối rồi, Kuga băng vào. Kuga cũng đã phải mất đi cho mình Thuận Nham Thạch. Và Ara vẫn toát được. Bắn tốt đến từ Hoàng TD nhưng Ara vẫn còn một chấm máu. Ara vẫn về được với chấm máu trên người, sau đó thì anh ta có bong bóng để có thể lùi đi thêm một nhịp nữa. Nên nhớ rằng là anh ta vẫn còn giáp hồi sinh trên người nữa cơ, nhưng Ara thì sẽ về trong tình huống này. Còn trong khi đó thì con Caesar vẫn đang được ăn những thành viên bên phía đội tuyển GZLive. Hoàng TD thì lượng máu chỉ có như thế kia thôi. Anh ta vừa mới lên thêm cái quỷ kiếm để hút máu từ con Caesar này. Những Nolan, Nolan bây giờ đang thay Ara làm nhiệm vụ cảnh giới. Dù vậy thì cảnh giới được làm một chuyện, liệu rằng can thiệp được có phải là chuyện mà bên phía đội tuyển TDT làm được hay không đây? Alia lên bảng đếm số mất rồi, và khi mà Alia nằm lại thì liệu rằng bên phía TDT còn gì để chơi ở vào thời điểm này nữa rồi. GZLive tràn lên đánh và họ lấy thêm điểm của tờ nhân, mất đi hai xạ thủ trong đội hình của mình. Còn trong khi đó Kai'Sa cố gắng phòng thủ ở nhà trong tuyệt vọng, ba người lên bảng đếm số và GZLive chỉ việc tràn vào nhà chính đối phương sẽ là 1-0 dành cho GZLive. Như đã nói, ba đường là điểm nhấn và pha solo kill cuối cùng của Blizzard trước Alia khi anh ta còn giáp hộ mệnh cũng là dấu chấm hết dành cho bên phía của TDT. TDT đã làm rất hay cho đến khi mà Kai'Sa mắc phải một sai lầm ở hang bùa đỏ của đối phương và mất đi một con Caesar bạo chúa cực kỳ quan trọng. Con Caesar bạo chúa đó đã kéo đi ba đường của TDT. Và một lần nữa phòng thủ phản công, lối đánh sở chiêu của GZLive lên ngôi, dù lần này thì họ ở bên phía đội xanh. Và lần này thì họ đối diện với một đội tuyển có thể coi là đánh giá yếu hơn.
Với tỷ lệ dự đoán trước trận chúng ta thấy rằng là cũng nghiêng phần nhiều về G-Line, nhưng G-Line vẫn đánh phòng thủ phản công, vẫn trung thành cách chơi của mình và họ vẫn thành công với cách chơi của mình, mặc dù là nó cũng hơi lâu. Có lẽ là họ cũng không tấn công đầu trận được. Cái lối đánh của họ nó liên quan đến việc là họ cũng không tấn công đầu trận được. TTT ở trong ngày thi đấu hôm nay cũng đã rút được một vài những kinh nghiệm. Họ đã chọn đỏ, họ đã cấm tướng của Bizit. Nhưng Bizit trận đấu này đánh vẫn không hề tệ một chút nào. Với con Liliana trong tình huống thi đấu cuối cùng thì anh ta vẫn xử lý rất tốt để có thể outplay được Aliya. Và qua đó thì thế trận vẫn thuộc về bên phía của GZLine ở nửa cuối của trận đấu. Và thực sự đây là một đội tuyển cũng rất thú vị, rất đặc biệt. Họ chỉ đánh cuối game. Có lẽ là cùng chờ xem là trong ván đấu tiếp theo thì PSMan có cấm thẳng vào Bridget nữa không. Bởi vì là theo cái chiều hướng như thế này thì lại hơi phí lực cấm. Nếu mà cấm Tulen, cấm Brad thì thôi thả cấm tướng Meta. Chứ Liliana tôi thấy rằng Bridget thực ra anh ta ván này anh ta đánh kiểu là anh ta tròn trịa, cho anh ta biết rằng anh ta được để ý rồi. Có nhiều người sẽ để ý đến anh ta nên anh ta không kiểu quá hoa mỹ, anh làm những thứ đột biến màu mè, vẽ hoa lá cảnh nữa rồi. Mà anh ta thay vào đó thì anh ta đánh theo kiểu bình thường, cứ đánh bình thường là được. Và nếu như cứ tập trung mãi vào một vị trí ở trong đội hình của đội tuyển G-Line thì thành ra cũng hơi khó trong việc từ cấm trận cho đến lúc thi đấu. Nên vì vậy mà có lẽ là họ sẽ quay trở lại với bản ngã của mình thôi. Nhưng nếu như Bridget vẫn cứ thi đấu và giành chiến thắng ở đường giữa như thế này thì có thể anh ta sẽ lại là một idol mới ở đấu trường danh vọng. Rất nhiều người đang dành một sự thú vị, dành một sự có thể nói là dõi theo những bước chân của Bridget. Người chơi vẫn đang thể hiện được rất nhiều điều với sự thú vị của mình khi chuyển sang thi đấu ở vị trí đường giữa. Đây là một trận thi đấu mà Gray đã làm khá tệ ở trong đoạn đầu trận đấu, khiến cho thế trận bị trôi đi tương đối xa. Kai'Sa đã làm tốt trong giai đoạn đầu của trận đấu và thật chớ trêu thầy thì mọi thứ nó vẫn như vậy. Đó là Kai'Sa làm tốt giai đoạn đầu, Gray làm tệ giai đoạn đầu, nhưng đến giai đoạn sau thì Kai'Sa mắc một lỗi tương đối đau đớn khi phải nằm lại. Đó là một tình huống bắt người như thường lệ của Kai'Sa, nhưng lần này thì anh ta không thành công được nữa. Và mặc dù lên cho mình cả băng xương lẫn liềm đoạt mệnh thì anh ta không thoát đi nổi. Đó là sự càn lướt đến từ Tama. Một con Omega vẫn là thương hiệu của Tama, của Han, của Khoa. Những người chơi hàng đầu của đấu trường danh vọng vẫn đang sử dụng Tama một cách vô cùng hiệu quả trong đoạn cuối trận đấu. Và với ván thắng này, một lần nữa G-Line khẳng định cho mình vị thế ở vào thời điểm hiện tại. Và... Nào! Một tình huống không phải nằm lại bất kỳ một điểm hạ gục nào cả. Cái đây là 4-0-8. Bây giờ có cấm anh nữa không? Lại là MVP luôn. Từ lúc chuyển sang đường giữa tôi nghĩ rằng là anh ta còn MVP nhiều hơn so với MVP khu vực đứng trên của Bridget. Và bây giờ là Liliana, thêm một con tướng nữa. Thêm một con tướng nữa rồi chắc là PSMan cũng thôi, không cấm nữa, bởi vì cấm thì khó, vẫn còn Yue, vẫn còn nói chung là tướng đường giữa. Theo kiểu tôi nghĩ với kỹ năng của Bridget thì anh ta chơi được hết thôi, chứ có gì đâu mà không chơi được. Chúng tôi vẫn thường trêu Bridget là anh Hạo Nam. Và thực ra thì cái này thì các bạn khán giả cũng yên tâm, đấy là chính GZLine thì cũng gọi Bridget là Hạo Nam. Và thực sự thì Bridget vẫn đang để lại vô cùng nhiều sự thú vị. Một trận đấu không phải nằm lại bất kỳ một điểm hạ gục nào cả, gây đến 360.000 sát thương. Lượng sát thương còn lớn hơn cả Erin của đối phương. Rõ ràng là Bridget vẫn đang làm rất tốt. Trận đấu này cũng là một trận đấu bắn tốt của Hoàng TD cho đoạn sau của trận đấu với 300.000 sát thương. Bên phía bên kia thì gánh sát thương sẽ liên quan đến Erin. Nhưng Erin cũng không gây được ra nhiều sát thương hơn so với Liliana của Bridget. Và phải nói rằng vẫn là một trận thi đấu đánh về cuối game rất mạnh mẽ đến từ G-Line. Tất cả các thành viên của họ đều gây đam tương đối tốt. G-Line đang nổi lên như là một trong đội tuyển dám chơi bậc nhất tại đấu trường danh vọng ở vào thời điểm hiện tại. Đặc biệt là họ có thể ngửi thấy thời cơ một cách rất chính xác, đặc biệt trong giai đoạn cuối game. Thì đó là thời điểm mà G-Line thường xuyên có những tình huống phản công vô cùng sắc nét. Và trước TDT họ cũng làm điều tương tự như thế. Và hãy cùng chờ xem là ván đấu thứ hai này kịch bản sẽ như thế nào. Liệu rằng là G-Line có vươn lên thêm một ván đấu nữa để có thể có được một tỷ số có thể coi là an toàn trước TDT hay không. Dù là chiếc One Star hay chiếc TDT thì GZLine vẫn trung thành với lối đánh phòng ngự phản công thiên về cuối trận. Hoặc dù là bên đỏ hay là bên xanh thì GZLine vẫn không thể lấy được thế trận ở trong đoạn đầu game. Họ đã lựa chọn một bể tướng toàn bộ là những tướng trong meta đến từ GZLine, nhưng vẫn không thể nào chiến thắng được ở trong đoạn đầu game của ván đấu. Có thể nói rằng là sự vận hành của họ vẫn gặp phải một vài những sự trục trặc khi
mà có những sự đổi đường. Blizzard phải ra đường giữa và anh ta chưa thể ngay lập tức là tạo ra một cái điểm nhấn lớn ở trong đoạn đầu trận. Nhưng đến giai đoạn sau của trận đấu thì sự vận hành đến từ GZI vẫn là rất đáng nể. Đây vẫn là một đội tuyển cho chúng ta thấy được cái độ hiểu game trong đoạn cuối trận đấu là cực kỳ tốt. Tôi nghĩ rằng là thực ra cái việc mà bên phía GLI trong giai đoạn đầu họ làm không tốt thì có lẽ họ cũng chẳng muốn điều đó đâu. Có nghĩa là họ không cố tình đưa trận đấu về giai đoạn về nó sau thế. Nó phải thế, nó buộc phải thế. Thực ra là cái phẩm chất tốt chúng ta nhìn ngược lại ở phía GLI đó là họ giao tranh hay ở trong giai đoạn về sau. Họ hiểu game, hiểu tướng. Họ biết cách gây ra sự khó dễ cho đối phương ở khu vực hang xây ra bạo chúa. Với phần nào thì tôi nghĩ là cũng là chất tướng nữa. Con Crest ở trong giai đoạn đầu trận đấu nó khỏe hơn so với con Omega, nó là điều hoàn toàn dễ hiểu thôi. Omega chúng ta nhìn thấy rất là nhiều tuyển thủ ở đánh giai đoạn đầu bốc hơi rất nhanh. Đặc biệt là những con Omega lên phù chú trường sinh thì lại càng dễ bị bốc hơi nhanh. Nhưng đến giai đoạn sau của trận đấu khi đã có thêm một vài món trang bị phòng ngự thì Omega như một vị thần vậy, cứ thế lao vào. Tama có một sai lầm thôi nhưng sai lầm đó không ảnh hưởng nhiều đến kết quả trận đấu. Còn sai lầm của Kai'Sa thì mặc dù là sai lầm nó khá nhỏ thôi nhưng nó lại ảnh hưởng rất lớn đến trận đấu. Hoàng Tây Đê đã có một trận đấu giữ vị trí không phải là quá tốt nhưng khả năng bắn ra sát thương đầu ra thì lại là ok. Và bây giờ thì là ván đấu thứ hai rồi. Lần này thì TDT họ đã hướng sang phần sân màu xanh, chủ động chọn bên xanh, cấm trước chọn trước cho TDT, cấm kênh rồi. Bây giờ GLI sẽ xử lý như thế nào trong lượt cấm trận của mình? Tôi nghĩ rằng là họ sẽ cấm Rui Aya đi. Bởi vì là ngày hôm qua thì tôi thấy rằng là kể cả khi mà GLI ở phần sân màu xanh cũng cấm Rui luôn. Có nghĩa rằng có vẻ như là họ đúng động chưa tập Rui này cho vị trí của Bridget chăng? Nên càng ở phần sân đỏ thì họ chắc chắn thôi lại cấm đi quân bài Rui. Còn trong đó với TDT thì sao đây? TDT ở ván đấu đầu tiên thì họ cũng đã có cho mình những lựa chọn mạnh rồi. Nhưng ván đấu đầu tiên thì cả hai đội tuyển này đều không hướng đến cho mình quân bài van hết. Tôi nghĩ rằng đây vẫn là một quân bài mà nếu như TDT muốn phá được cái đánh phòng ngự phản công của GLI thì có thể lấy. Bởi vì van hết chính là cái bộ tướng giúp cho One Star có được ván đấu mà họ dẫn cách biệt tiền nhiều nhất so với GLI. Nhưng cũng là ván thua cay đắng nhất. Blizzard có lẽ là cũng chia sẻ luôn sẽ là không chơi Rui ở trong đoạn đầu này khi mà anh ta chưa quen thực sự với chất tướng. Rui thì dù sao cho nữa là con phải làm quen nhiều nhất. Nếu như Blizzard muốn đánh hay được thì đó cũng là một trong những vị tướng khó làm quen nhất, thì nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều bởi cái khả năng phối hợp đồng đội. Trong khi đó thì TDT trận đấu này thì sẽ phải thả ra đường giữa thôi. Khi mà phase đầu tiên thì nếu như mà Blizzard lựa chọn đường giữa thì không thể nào mà cản được. Thế nên là ở trong phase đầu tiên tạm thời TDT sẽ bỏ qua đường giữa đã. Aya đi, này có Aya để cho TDT lấy luôn. Khi đã chủ động khóa ma lốc này mà không lấy Aya có lẽ là hơi phí. Không lấy Aya thì có lẽ là sai. Chắc sẽ là Aya thôi. Đúng là họ vẫn đang suy nghĩ gì đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu không chọn Aya thì chẳng có lý do gì mà GLI không lấy luôn con Aya. Nên vì vậy mà TDT sau khi cấm ma lốc thì là lấy Aya. Điều quan trọng là sau con Aya này họ xoay sở như thế nào với những lựa chọn khác của họ. Có thể lấy thêm con Tara, đúng là vị tướng mà Ara cũng thích chơi. Hoặc là Arthur thì tôi thấy rằng thậm chí là còn lợi hại hơn con Tara trong nhiều tình huống. Nhưng mà Arthur có cả đam. Đây có lẽ là trận đấu đầu tiên mà GZI sẽ đánh đầu trận này. Nếu như sự lựa chọn được khóa vào với Van Hên và thả ra Aya nha, thì đây có lẽ là trận đấu đầu tiên mà chúng ta sẽ được nhìn thấy GZI tấn công. Để xem là GZI tấn công như nào nào. Chứ chẳng nhẽ đúng một bài phòng ngự phản công, GZI sẽ chuyển hướng tấn công ở trong trận thi đấu thứ hai này chẳng. Với Helen Van Hên thì việc mà họ áp đặt thế trận là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nếu như muốn thắng sớm ở trận ván thiếu này, Murat một sự lựa chọn hợp lý khi nhìn thấy Helen. Như đã nói thì ngày hôm qua GLI cũng phải đối đầu với bộ Helen Van Hên này đến từ một trong đội tuyển đánh hay nhất bộ này rồi, đó chính là One Star. Nhưng GLI còn giải mã được luôn. Còn bây giờ đây khi mà chính họ sẽ dùng Van Hên Helen thì họ sẽ lăn cầu tuyết trận đấu này như thế nào đây, có hiệu quả hay không đây. Còn trong đó với TDT thì là Tara. Như vậy là Murat Tara dành cho đội tuyển TDT. Tara này tôi nghĩ rằng là Ara chơi. Còn trong khi đó thì nhiều khả năng là con Aya sẽ được đẩy ra khu vực đường giữa này của Aya luôn. Như vậy là lựa chọn thứ ba của GLI nó cũng đã được xuất hiện ra khi mà Omen họ lần này thì chọn sớm đường trên dành cho vị trí của Kuga rồi. Một vị tướng mang đến khả năng không chế cứng khó chịu và có thể kết hợp được với nhiều kiểu đội hình khác nhau. Đánh đi đường đơn Omen thì tương đối bá đạo thôi, nhưng vẫn sợ một vài những khắc chế nào đấy như là con bài Mina hoặc là con bài Alen. Những lựa chọn cấm đến bên phía GLI đó sẽ là Florentino đã. Còn họ có lẽ là chưa sợ quá vào các vị trí mà chúng ta vừa kể tên như là Mina hay Alen. Hoặc là họ nghĩ rằng là nhiều khả năng là Nolan sẽ đánh luôn Murat đứng trên, nên vì vậy mà họ đang cấm ở đường rừng của đối phương rồi. Tôi sẽ tương đối phục GLI nếu như họ chiến thắng ở trong game này đấy. Tôi sẽ tương đối phục GLI bởi vì thực sự là game đấu này họ đang gặp phải nhiều sự bất lợi. Thứ nhất đó là họ đang đánh một bài đánh không theo những gì mà họ đã chơi ở trong 4 trận thắng vừa qua. Thứ hai nữa đó là khi mà GLI trận đấu này sẽ phải đẩy Tama vào một vị trí theo thiên hướng là support thuần hơn.
thì Vincent có thi đấu hiệu quả được hay không với vị trí đường giữa của mình cũng sẽ là một dấu hỏi. Khi mà trong trận đấu này thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là với việc mà CZ Lai có Helen trong tay của Tama thì Vincent sẽ phải có lẽ là di chuyển một cách tinh quái hơn nữa khi người chơi support của mình không thể mang lại quá nhiều tầm nhìn. Bây giờ thì TNT sẽ đưa ra hai lựa chọn cuối cùng của đội tuyển này. Họ sẽ lấy đi cho mình thêm một vị tướng đi rừng dành cho người chơi đi rừng của họ, và cùng với đó thì sẽ là tướng đứng trên. Như vậy là chúng ta đang nhìn thấy Phoenix sẽ xuất hiện, và cùng với đó thì là Yena Murat rồi. Đi rừng. Như vậy là Murat đi rừng cho Kai'Sa, Phoenix đi xạ thủ trong tay tự nhiên. Có một trường hợp nữa là Phoenix đi rừng cũng được nha. Thế thì ai đi đường rồng? Thì đó là Murat đi đường rồng với Aya, tức là có thể là kiểu như kiểu là Murat đi đường giữa hoặc là Tara đi đường giữa thì tùy. Còn lại thì Aya sẽ ngồi ở một cánh, và sau đó thì Aya sẽ ngồi trên đầu của một người chơi trợ thủ. Thì Tara hoặc là Murat, ai chơi trợ thủ cũng được. Thật ra Murat còn có thể chơi trợ thủ được, còn có thể cầm đồ trợ thủ được nếu như muốn. Bởi vì đồ trợ thủ bây giờ thì cũng chưa có sự thay đổi, nhưng mà phiên bản mới thế nên vẫn cung cấp 10% hồi chiều và một lượng đam sát thương dành cho Murat. Tùy vào cách đánh của TDT thôi, họ có thể để Murat đi rừng hoàn toàn hợp lý, nhưng họ cũng có thể để Phoenix đi rừng nếu như muốn. Trong khi đó thì với GG lại một lần nữa thì Rap được mang trở lại đến từ vị trí của Blizzard. Và với đội hình như thế này thì GG lại tôi nghĩ là phải tấn công rồi. Nó đang sở hữu một đội hình có nhiều cơ sở để có thể đánh áp đặt đối phương trong giai đoạn đầu, với thêm con Rap trong tay Blizzard nữa, một vị tướng nổi tiếng khả năng gây nhiều sức ép trong giai đoạn đầu với bộ chiêu thức nặng về khống chế. Cùng với đó thì cả Van Helen khỏi phải nói nhiều về uy tín của bộ đôi này rồi. Đây là bộ đôi khả năng đẩy đường vô cùng mạnh mẽ, hồi phục đến từ Helen. Và trước khi mà cái trang bị đó là Sectrion được lên bởi vị trí của Aliyah thì có lẽ là để mà ngăn cản cặp đôi này là hơi khó khăn. Khả năng tái giao tranh nó sẽ là rất mạnh đến từ bên phía G-Line. Nhưng hãy cùng xem là họ sẽ lăn cầu tuyết trận đấu này như thế nào. Nếu như để trận đấu kéo dài quá thì tôi nghĩ rằng là không có lợi dành cho G-Line cho lắm, bởi vì TDT thì khi ấy thì Aliyah cùng với Tara sẽ rất khó cản phá. Còn với bên phía của TDT thì họ cũng cần phải giải một cái bài toán, đó là hiện tại thì con Murat đang gặp phải khá nhiều khắc chế. Đó sẽ là những tình huống mà Blizzard biết đâu đấy tung vào đấm đá đạp luôn ở cái bóng của Murat, tức là sau khi mà ảo ảnh chạm xong thì Murat rất khó tránh được những cú đấm đến từ vị trí của Rat. Trong khi đó thì Omen cũng là một khắc chế tương đối cứng với Murat và những tình huống sát vực của mình. Và để xem là liệu ở trong trận đấu này thì Kai'Sa có thể xử lý tốt được con bài Murat này hay không, khi đây là một trận đấu cũng không phải là dễ đánh hào hoàn toàn dành cho Murat. Cái bắt tay của hai người đồng đội cũ Opa và PSman, có lẽ là thời gian nó đã trôi đi một quãng tương đối dài rồi. Những người trước đây sát cánh bên nhau đi đánh giải thì giờ đây họ đang khoác trên mình những bộ trang phục mà khác đi một tí. Với PSman thì mặc vest ngày hôm nay, còn Opa thì đang mặc áo giống như là những học trò của mình thôi. Những vị trí thì là các huấn luyện viên đang dẫn dắt các đội tuyển. Liệu rằng là ngày 19 tháng 5 tới đây thì sẽ có sự hiện diện của PSman hay là Opa tại cung thể thao quần ngựa đây, khi mà chúng ta cũng đã biết rằng là cũng đã có thông tin về việc là trong giai đoạn tiếp theo chúng ta sẽ có trận chung kết đấu trường danh vọng thì sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Ở lúc này chúng tôi cũng đang có chương trình ưu đãi nạp quân huy với lễ hội 5v5 kéo dài từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 rất hấp dẫn, và ưu đãi này thì có thể là lên tới 333% so với số quân huy của các bạn nào. Tây Nhân ra đường giữa. Cầm cho mình con phải Phoenix và đi ra đường giữa. Aliyah đi đường cánh ở trong trận đấu này và bị cướp rừng ngay. Cướp rừng luôn. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu với bộ tướng đến từ GG Lai. Họ sẽ tràn sang ở trong đoạn đầu trận đấu để chiếm đi cho mình những lợi thế trong đoạn đầu trận, và họ đang làm được điều đó. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là khả năng ép sân của GG Lai mạnh đến đâu đây. Khi mà họ đang có bể tướng với Van Helen đã có thuận lợi đầu tiên, đó là con bùa đỏ của đối phương. Họ đã áp đặt được những bước di chuyển đầu tiên rồi, khi mà đó là không chỉ là một con bùa đỏ mà còn là bãi quá nhỏ khu vực đứng dưới nữa. Và TD thì thậm chí là đang chặn lính ở đây, và bắn khiến cho Aliyah cũng mất được khoảng 1/3 cây máu và phải nhảy ngay lên đầu của Ara. Nhìn chung là giai đoạn đầu này cặp đôi này cũng chưa mạnh, khả năng chống chịu cũng không phải là quá ghê, và có lẽ là ăn lính trong trụ làm thế nào để cho đối phương đừng quá đàn áp, giữ lại trụ càng lâu càng tốt thì là được. Đây là một con chim không được giữ lại đến từ vị trí của đó là Aliyah. Một tình huống can đảm gần thành công đến từ anh ta nhưng vẫn thất bại. Vẫn sẽ là những tình huống ăn lính sau trụ và để mặc cho Van Hên lộng hành trong đoạn đầu trận đấu đến từ bộ đôi Tara và Aliyah. Aliyah rất may trong tình huống thiếu vừa qua thì chưa mất đi nội tại của mình. Một tình huống mà suýt chút nữa thì Aliyah đã mất đi cái nội tại quan trọng đến từ con Aliyah. Trong đoạn đầu trận đấu, Phoenix được đẩy ra đường giữa đánh ở trong đoạn đầu trận này, có lẽ cũng không gây ra được quá nhiều bất ngờ đâu. Và trong khi đó thì Kai'Sa cũng vừa mới hit xong tên lính vừa đứng giữa, anh ta có cấp 4 rồi, tương tự như thế là Gray. Nhưng bây giờ thì liệu rằng là những người chơi đi rừng họ sẽ tiếp cận với mục tiêu nào trước đây,
đang là sự hiện diện của 3 thành viên bên phía đội tuyển G-Line ở khu vực đường giữa này cùng nhau di chuyển xuống đường dưới, hội quân và tạo ra 5 người để đi chung với nhau đến bên phía G-Line và ép lên đường bây trên giờ tách đi một chút rồi. Trong khi đó thì con rồng ánh sáng đang được ăn bởi các thành viên bên phía G-Line, họ sẽ có nó thôi. Còn đường trên, đường trên sát vực được bật lên rồi và có một người đang lên vào vòng nguy hiểm ở đây, đó chính là Kuga. Và như vậy là chiến công đầu tiên nó đã có dành cho bên phía của đội tuyển TNT. Đứng sát vực đó vào vị trí của đó là Nolan thì tôi nghĩ là quá sai đến từ ví dụ Kuga rồi, nhưng không sao, vẫn sẽ đòi lại được con bùa đỏ, thế nên chiến công đầu TH cũng không phải là quá quan trọng. Tuy nhiên thì chiến thuật ép nhanh đến từ GZLine hơi có đôi chút phá sản khi mà Kuga lại chỉ sát được vào Nolan thôi. Nếu như đó là Kai'Sa hoặc nếu như đó là Phoenix của Tê Nhân thì còn có cơ hội để hạ gục được khi mà những thành viên của GZLine sẽ di lên. Nhưng nếu như đó là một con Yena có khả năng đổi dạng để kháng đi rất nhiều những sát thương ban đầu đến từ Kuga thì quá khó để hạ gục nhanh được con bài này. Còn TD vẫn sẽ có lợi thế ở cánh dưới thôi, nhưng Ara đã xuống hỗ trợ. Ara xong giai đoạn đầu đi ở đường cánh để giải tỏa áp lực cho Tây Nhân. Thì bây giờ trả lại vị trí đường rồng cho Tây Nhân. Khúc nhạc rừng sâu vừa mới bật lên và cấu đi khoảng 1/4 lượng máu của Hoàng TD. Anh ta thì có Tama đi theo nên lượng máu nó bị mất đi, hao hụt đi thì nó cũng sẽ đầy lại sớm thôi. Nhưng điều quan trọng là lúc này đây thì cái công cuộc lăn cầu tuyết nó đang bị chậm. Đến bên phía đội tuyển G-Line nó không nhanh lắm. Họ chỉ hơn đối phương khoảng 500 tiền nhiều hơn so với TDT mà thôi. Và những cái thềm trụ bên ngoài thì TDT vẫn đang làm rất tốt trong việc phòng ngự. Một vài con bùa được lấy đi bởi G-Line cũng không giải quyết quá nhiều điều. Còn đây là Nolan, anh ta kháng được một chút ứng đến từ vị trí bridge. Và sau đó là sự hiện diện đến từ Alia, lần này thì múa không đẹp rồi. Một pha tương đối là mạo hiểm đến từ Blizzard. Anh ta hiểu chất tướng Yena vì anh ta đánh đường trên quá lâu rồi mà. Đúng thế. Nhưng mà anh ta lại không tin được rằng quên chúng mình có thể sẽ bị outplay ngược lại trong tình huống thi đấu vừa rồi. Một tình huống xử lý mà Nolan đơn giản đó là sử dụng hết chiêu thức để kháng đi sát thương đến từ Vio Blizzard thôi. Sau đó đổi dạng và quay trở lại một lần sát thương khủng khiếp ở dạng song đào. Và như vậy là Blizzard đã thất thủ trong tình huống thi đấu vừa qua. Tình huống mà có lẽ là tôi có thể nói là hơi tệ đầu tiên đấy của Blizzard. Một pha xử lý nó cũng có lẽ khiến cho Blizzard sẽ cần phải tự nhìn nhận lại một chút và cẩn trọng hơn. Blizzard lại đấm trượt rồi, nhưng lần này thì anh ta có cú chiêu cuối nó trúng Ara, nhưng Ara khá khỏe ở đây. Và sau đó thì lần sát thương tạo ra bởi Nolan nó quá nhiều, nhưng có kịp hay không, đây có lấy được điểm của ai đây không? Ara vẫn còn chút máu trên người, thêm vào đó là cả Alia ở trên đầu của anh ta nữa, khiến cho Nolan đang bị quay ở vào thời điểm này. Một tình huống xử lý hơi đáng tiếc một chút. Nếu như làm chính xác hơn có thể là đã có highlight cho Nolan ở đường trên. Và rõ ràng là với cái băng xương vừa rồi thì anh ta cũng đã mất đi một vài những cái thứ quan trọng của Yena trong tình huống vừa rồi. Một tình huống đấm ngược trở lại tôi nghĩ rằng là cũng không hề tệ một chút nào đến từ Blizzard sau khi quay trở lại hồi sinh. Nhưng quan trọng đó là chưa giúp ích được quá nhiều cho bộ ba này để có thể ép đường được. Vẫn phòng thủ tốt đến từ Nolan, tuy nhiên Nolan mất đi một cái băng xương vô cùng quan trọng trong công cuộc phòng thủ của mình. Lúc này thì Kai'Sa vẫn đang phải thi đấu tương đối rõ rẽ. Xinh rồi, xinh rồi. Nhưng sẽ có chiêu cuối đến từ vị trí của Ara. Ara còn quá khỏe. Có thêm cho mình đó là cả một cái ảo hành trảm đến từ ví dụ Kai'Sa, khiến cho Blizzard vẫn chưa thể làm gì được. Ở trên thì cũng gặp Hoàng TD cũng như là Tama, liệu rằng có lấy trụ thành công hay không. Một cú tụ người chạm rất đau. Ara và nó hất tung thành công vào vị trí Hoàng TD cũng như Tama. Ara quyết định vẫn sẽ lao vào và lấy những cái giải đến từ vị trí Tama rồi. Và đó là ảo ảnh chạm lấy đi điểm gục của Tama ở khu vực đường trên này. Nếu như Kai'Sa vẫn thi đấu có thể nói rằng là tương đối là an toàn như thế này thì rất tốt, bởi vì Murat cần phải né được con Omen, né được con Ras, và sau đó thì sẽ tung ra chiêu vào những mục tiêu mà không thể nào né được ảo ảnh chạm của anh ta. Đó là những mục tiêu đi bộ như là Van Hên hay là Helen thì sẽ là hoàn toàn rất tốt đến từ vị nhiều Kai'Sa. Tây Nhân đang phải đối mặt với Gray, nhưng Gray không hiểu tôi cũng không hiểu lắm với pha băng ra vừa rồi của Gray, hơi bị kiểu sao sao ấy. Gray pha đấy là anh ta đầu tiên anh ta nghĩ rằng là anh ta sẽ lao vào và nhảy tam giác quỷ vào người của đối thủ. Nhưng sau đấy thì đến nơi anh ta lại nhận thấy là nếu mà tam giác quỷ nhảy vào thì nó không đủ tầm, cái cú nhảy nó cứ hơi sao sao. Nên đâm ra bị lượng lượng chung là quyết định nó cũng không tới đến từ vị trí Gray, nên thành ra một tình huống ở đường dưới Tây Nhân rất đơn giản để thoát ra khỏi cú ganh đến từ người chơi đi rừng của đội tuyển G-Line thôi. Nhưng Gray quay sang mục tiêu mà anh ta muốn chinh phục hiện tại, đó là con rồng ánh sáng. Và có vẻ như là TNT thì họ sẽ mải đánh ở nửa trên bản đồ, và vì vậy một con rồng nó sẽ dành cho Gray thôi. Ara đứng rất sâu ở đây chờ đợi cả thêm Nolan nữa, nhưng đó là tình huống phòng ngự đủ tốt đến bên phía G-Line rồi. Và như vậy là trụ hai đứng trên nó vẫn còn dành cho G-Line. Lúc này đây thì có thể thấy rằng là TNT đang khá ổn. TNT trận đấu này đã khá ổn với cái bộ tướng họ lựa chọn như thế này thì có lẽ là càng đánh họ càng thấy thoải mái thôi. Tôi cũng đồng ý với anh Hoàng Sơn, đó là ở trong trận thiếu này thì có lẽ có thể sẽ là ván thua đầu tiên của GZLine chăng. Khi mà trận đấu này tôi nghĩ rằng khả năng phòng ngự của họ không phải là quá tốt đâu. Tất nhiên họ vẫn có cái khả năng phòng ngự bằng cách đó là counter được Murat, tức là bằng một cái pha thi đấu mà Kuga sát vực được Murat thôi thì ngay lập tức là sẽ có lợi thế ngược trở lại dành cho mặt quân số.
của GG Lai. Nhưng quan trọng đó là làm nào để giải được cái bài toán Ara đang sử dụng, đó là con Para và Aya như thế này. Ừ. Thì thực sự tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ là một cái bài toán tương đối nan giải đấy. Khó đấy, bởi vì như Tama ván này đã nói rồi, anh ta sử dụng chất tướng thuần là bảo kê trợ thủ thôi. Anh ta chỉ là đi chung với Hoàng TD và hỗ trợ Hoàng TD đẩy lính thật nhanh. Vì vậy mà cái khả năng gây đột biến Tama nó lại không được tận dụng trong ván đấu này, nó hơi lãng phí một chút. Một người chơi có khả năng đột biến rất tốt với những con bài thiên hướng tấn công thì anh ta đang chơi phòng ngự ở trong ván này. Và trong một thế phòng ngự thì liệu rằng là đây rồi, Kai'Sa. Cuối cùng thì Vincent cũng giành được cái bóng tai hại quá nhở. Không, thật ra chúng ta phải chấp nhận rằng là nếu như mà đã dám chém trước mặt Vincent rồi thì phải chấp nhận là Vincent sẽ có những quả là anh ta giành được đấy. Và vừa rồi là một tình huống như thế, khi mà sau khi Kai'Sa dùng chiêu cuối thì cũng về rồi. Không thể nào cách nào anh giật bóng lại được nữa rồi. Đều có thể counter được Murat cả. Và tình huống thi đấu vừa rồi thì cuối cùng Vincent cũng đã tìm thấy thời cơ. Đó là một tình huống mà Vincent cũng đã đợi. Sau đó lừa là tốc biến lao vào luôn. Và với một cú tốc biến thì là quá đủ để cho Vincent có thể hạ gục được chiến trường Kai'Sa. Và đây chính là một trong những lý do để cho bên phía của đội tuyển Shinja có thể lấy lại được lợi thế, đó là đối phương thiếu người. Kai'Sa bị làm lại rồi, làm lại thời điểm này khá nguy hiểm. Nhưng Vincent yếu quá, Vincent phải chạy ngay ủng hộ chiêu thức của mình và anh ta vẫn chạy được thành công. Ara cũng đang đến từ phía cánh. Trong khi đó thì các thành viên còn lại, G-Line đang ăn cho mình con Caesar này. Con Caesar này đang được kiểm soát nhưng cuối cùng thì nó lại hồi máu rồi, bởi vì đơn giản là G-Line nhìn thấy Nolan cũng như Ara đang đến và họ phải bỏ qua con Caesar ngay mà thôi, khi mà đã có những thành viên yếu máu cũng như là yếu năng lượng nữa, khi mà Hoàng TD giờ đây cũng chỉ có một chút năng lượng mà thôi. Bây giờ là phải chia người ra các cánh để có thể đẩy. Về mặt thế trận nhìn chung mà nói thì TDT đang không thua so với G-Line trong ván đấu này. Mặc dù là một vài tình huống G-Line vẫn cho thấy được cái khả năng kiểm soát của mình, nhưng nhìn chung là trận đấu này TDT đang ổn hơn so với trận đấu trước tương đối nhiều. Trận đấu trước thì họ làm tốt nhưng nhìn cái cảm giác thiếu của khác. TDT họ cũng khó trong việc là họ để cho G-Line gặp nhiều bối rối. Trận này tôi cảm giác là G-Line đang cũng hơi có vấn đề. Nhưng G-Line vẫn còn cơ hội. Đây là cơ hội của G-Line, đó là họ phải ăn thật nhanh những mục tiêu lớn như là con Caesar, con Hào Hảo Caesar. Sẽ là con Hào Hảo Caesar thì GG Live, và sau con Hào Hảo Caesar này thì cũng cần phải có những cái bước tiến. Đó là một vài điểm hạ gục chẳng hạn, hay là một vài cái trụ chẳng hạn, để GG Live có một cái thế công ở trong trận đấu này thì mới ổn. Murat chưa thể bị bắt ở trong tình huống thiếu này khi mà GG Live vẫn còn chưa tập trung được người. Lúc này thì về mặt cơ bản thì vẫn là ổn cho TDT, nhưng chỉ cần một sai lầm nữa thôi thì mọi thứ có thể đảo chiều rất nhanh đấy. Và bây giờ thì là con Caesar, con Hào Hảo Caesar với hai đợt Caesar tiên phong tiến lên trong khung kiếm. G-Line sẽ có được cho mình những gì với công cụ đẩy lính này? Đây, họ sẽ thả Caesar khu vực cánh dưới, nơi mà những tên lính nó đang là cao nhất dành cho bên phía đội tuyển TDT trong cái đấu cánh trên. Thì là tình huống đẩy chay đến từ Kuga và con Omen của mình. Sau đó thì anh ta rẽ sang phần hàng bùa xanh, lấy đi con bùa xanh của Kai'Sa. Nolan đang thủ con Caesar này cũng tương đối là lâu. Vẫn đang là một thế mà đôi bên chờ đợi một sai lầm. Có lẽ nếu lúc này mà bên phía G-Line họ bắt lẻ được thành công một vị trí nào đấy chẳng hạn, thì có thể là những thế mà họ có sẽ nhiều hơn nữa. Nhưng đây là Ara lao vào rồi dùng ngay thân thể thép, dính cú xích đến từ Kuga. Ara chống chịu được là tương đối lâu bởi anh ta có sự hỗ trợ đến từ Aliyah ở trên đầu của mình. Sau đó Kai'Sa vào chạm, phải chạm có được lượng máu. Và như vậy là chỉ là đôi bên trao đổi chiêu thức, mà khu vực đường giữa này thì cũng là bên phía của đội tuyển TDT họ vừa mới giải tỏa thành công sức ép mà thôi. Còn G-Line quyết định là tiếp tục di chuyển cùng với 5 thành viên bởi họ có Helen trong đội hình. Và như vậy cái trụ hai đường dưới này nó có dành cho G-Line. Một tình huống mà bên phía G-Line cũng đã di người xuống cánh dưới tương đối nhanh, và đây sẽ là pha tanh trụ ở đường giữa, một tình huống tanh trụ quan trọng. G-Line cuối cùng cũng đã có những cái mục tiêu mà mình cần, đó là snowball bán đấu đi một chút. Họ đã có những cái trụ, lượng tiền vượt lên khoảng 1.000 tiền. G-Line cần phải tiếp tục duy trì được thế trận này nếu như muốn chiến thắng ở trong game này. Còn với TDT thì cứ câu kéo càng lâu càng tốt để cho Ara càng ngày càng khỏe. Lúc này đây thì TDT họ cần thêm thời gian. Và trong khi đó thì với G-Line thì họ đang muốn làm mọi thứ càng nhanh càng tốt. G-Line có một vấn đề, đó là cái sách truy hồn của họ không thực sự quá hiệu quả. Bởi vì cái sách truy hồn này nằm trên người của Blizzard. Và để cho Blizzard có thể đấm được vào người của Tara thì thỉnh thoảng anh ta mới dám đấm và combo vào Tara thôi. Thế là phải lên thêm 1 triệu hỗn mang. À không, lên thêm 1 triệu bùng nổ. Tôi nghĩ rằng là anh ta không thể lên được triệu bùng nổ nữa đâu. Tầm này thì không lên triệu bùng nổ nữa. Đã phải lên sách rồi thì không thể lên triệu bùng nổ nữa. Ý thôi là cái sách này nếu như đó là một con Greasy chẳng hạn, nếu như đó là một con Lily chẳng hạn thì tận dụng nó sẽ dễ hơn. Nhưng đó là một con Ras thì khả năng tận dụng cái sách này đến từ bên phía GGI không quá hiệu quả. Phải có những cái nhịp mà cả sát vực, cả combo của Blizzard thì may ra mới có thể hạ gục được Ara. Còn nếu như không thể combo cùng với nhau thì Ara vẫn sẽ rất khỏe trong game thi đấu này. Hiểu đúng nào, có nghĩa rằng là Blizzard quan trọng trong tình huống có Ara. Nếu như mà Ara càn lên mà chỉ là dính sát vực đến từ Kuga
mà không có Mitchell ở đó thì thành ra Kuga chém Ada chắc là không chết. Không có lẽ là không thể chết được. Và lúc này thì các bạn hãy tiếp tục bình chọn cho game Liên Quân Mobile để có được giải thưởng game thể thao điện tử xuất sắc tại GameVerse 2024. Một lần nữa thì chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến vô cùng căng thẳng của ván đấu thứ hai, trận đấu giữa đội tuyển TDT và GG Live. Đang là giai đoạn khoảng trước giữa game, phút thứ 12 sắp điểm rồi. Và đôi bên thì vẫn đang có cho mình những cơ sở. Đội nào thì cũng có cơ sở để có được ván thắng trong trận đấu này. Đối với TDT thì họ đang có một thế mà giống như chính G-Line ván trước, cũng nghĩa rằng phòng ngự phản công. TDT đang phòng ngự, cố gắng phòng ngự. Trong đó với G-Line thì họ phải áp đặt đối phương mà thôi. Đây là Ara lao lên một cách vô cùng tự tin, anh ta cấu đi một lượng máu khá nhiều đến từ Tama cũng như là Hoàng TD. Con rồng đang được ăn bởi Kuga, có cả Gray nữa, nhưng Ara biết thật rằng điều này, con rồng nó đang đi ra khỏi hang của mình. Kai'Sa cũng đang đến, tờ nhân thì đang bắn vào con khỉ đầu lá. Và có vẻ như thế này thì vẫn chưa thể là một thế mà đội nào có thể hướng đến được hang rồng sớm hơn. Chẳng, bên phía TDT họ quyết định càn lên và lấy được một vị trí quan trọng ở khu vực gần hang rồng rồi. Nhưng liệu rằng là hang rồng có phải lựa chọn đến từ TDT hay không? Đây, con rồng vẫn đang bị đam vào, Kai'Sa lấy được thành công con rồng rồi. Giật bóng ngược trở lại, như vậy là Ara làm tốt trong tình huống vừa rồi. Tuy nhiên thì sẽ lại có ngược lại con Seiza và con Zizi lại thôi. Thực ra Zizi lại cũng chỉ muốn là đối phương mất thật nhiều chiêu ở hang rồng để cuối cùng thì họ sẽ bước ngược lại lên hang Seiza thôi. Thế nên tranh chấp mục tiêu trong pha đấu vừa rồi không phải là quá quan trọng với Zizi lại, bởi vì họ có Helen và họ sẽ hồi phục và lên ngược lại cánh trên để ăn đi con Seiza. Như vậy vẫn là đổi mùa đến từ cả hai bên thôi. Seiza bóng tối thứ hai thuộc về bên phía Zizi lại, nhưng phải ép được cơ. Nếu như không thể ép vào thượt sâu ở bên phía phần đường của TDT thì con Seiza này nó vẫn sẽ không phát huy được quá nhiều sự hiệu quả. Có lẽ là cũng phải nên lên thêm một cái đao truy hồn đến từ vị trí Kuga chăng, để cho khả năng hồi phục đến từ Ara, hoặc là anh ta xích Ara và tự tin hơn. Nhưng mà trong đó thì Omen yếu lắm. Thì trong cái đó thì Yena Omen khó lên đao. Omen ở mùa giải này ấy khó lên đao lắm. Trong khi đó cái đao và cái sách của TDT thì lại cực kỳ hiệu quả. Đấy. Bởi vì quan trọng là con Aya này thì nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến Helen. Nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đội hình của Zizai về khả năng hồi phục luôn. Và lúc này lượng tiền đã vượt lên đến từ TDT rồi. Vì vậy mà có thể thấy rằng là TDT họ đang khá lợi về khả năng lên đồ đến từ các vị trí của đội tuyển này. Còn trong khi đó thì với G-Line lại đang có một đôi chút nào đấy mà nhiều yếu tố đang không ủng hộ đội tuyển này trong giai đoạn về sau của ván đấu này. Dù sao thì họ vẫn muốn giải quyết trận đấu thật nhanh hơn nữa. Họ đang thả Seiza thêm một lần nữa ở khu vực đường dưới rồi. Và các đường còn lại thì có lẽ là cái khả năng đẩy đến từ Hoàng TD cũng như Tama nó cần phải được tối ưu tốt hơn. Nhưng có thể thấy rằng là TDT cũng phòng ngự không đơn giản một chút nào cả. Họ vẫn đang khiến cho đối phương gặp nhiều khó khăn trong việc lấy trụ. Bây giờ phải vượt qua được cái con Tara này cái đã rồi mới nói chuyện được. Khó đấy. Phải vượt qua được cái con Tara này đã và phải có một tình huống combo combo với khoảng 4 đến 5 thành viên thì có lẽ Tara mới phải nằm lại ở trong một tình huống thi đấu. Nên nhớ là Ara cầm tốc biến và vì vậy nên nếu như không có sát vực thì cũng không thể bắt được Ara. Còn nếu như không có được giảm hồi máu của Mizzet thì cũng chẳng thể bắt được Ara. Lúc này thì khả năng cao Ara cũng đã có thêm những món trang bị phòng thủ rất quan trọng rồi, ví dụ như là thuất nham thạch chẳng hạn. Rõ ràng là với cái layout có triệu bằng như thế này từ khu thời điểm ban pick thì có lẽ là G-Line họ đã hướng đến giai đoạn đầu rồi, chứ họ không hướng giai đoạn sau đâu. Tôi nghĩ là Pitman xoay bài cũng rất là nhanh, tức là thấy rằng là đối phương thủ kinh lắm, thế nên là thôi nhường lại cho đối phương đầu trận thì chưa chắc đối phương đã ép được, nhưng mà cứ để cho đối phương thủ thế này thì mình cũng không thể nào mà công được. Và khó dành cho bên phía G-Line trong giai đoạn về sau, tôi nghĩ là khó. Giờ ông nào cũng tranh nhau thủ. Ông nào cũng tranh nhau thủ. Nhưng tôi nghĩ với G-Line mà họ thủ thì đội hình này cũng không phục vụ việc đó. Đấy, thế nhưng mà nói chung là đây cũng là cái lần đầu tiên mà G-Line cho ra một cái đội hình mà chúng ta nhìn thấy cái thiên hướng tấn công là rõ ràng. Nhưng lại không thể tấn công được khi mà ngay trong đoạn đầu trận thì họ cũng đã thể hiện thấy rằng là họ cũng không phải là một đội tuyển hoàn hảo trong tấn công. Lúc này thì con Seiza bạo chúa đã xuất hiện, nhưng mà CG Line thì tôi nghĩ rằng là với cái đội hình này thì cũng giống như One Star ngày hôm qua thôi. Rất khó để động được đến con Seiza này trừ khi là có một điểm hạ gục. Còn trong đó với TDT thì họ lại có nhiều cơ sở hơn để có thể tạo ra được một ván thắng ở trong ván đấu này. Đường trên là cánh nơi mà Kuga đang đẩy khá cao, và có lẽ là TDT cũng sẽ cần phải cắt cử Nolan hoặc là Kai'Sa lên giải quyết tên lính đường trên cao nữa. Để qua đó thì họ sẽ có nhiều cơ sở để cho hướng đến hang Seiza bạo chúa ngay ở vào thời điểm này. Bây giờ là con Seiza bạo chúa rồi. TDT đang chờ. TDT đang chờ. Họ cần thêm đồ nữa. Họ đang rất cần đồ. Aya cần thêm một cái triệu hỗn mạng. Aya cần thêm một món trang bị nữa để cho anh ta có khả năng xuyên giáp. Bởi vì bây giờ Aya vẫn chưa xuyên giáp được, phải lên quá nhiều trang bị để hỗ trợ đồng đội. Thế nên bây giờ cần thêm một cái triệu hỗn mạng nữa đến từ vị trí của Aya trên đầu của Ara, đó là Aliyah. Trong khi đó thì đã có thuẫn, đúng như những gì chúng ta dự đoán thì Ara đã có thuẫn rồi. Lúc này thì hai cái thương khung, một cái thuẫn, và bên phía của TDT đang càng ngày càng bổ sung được khả năng chống chịu của bản thân mình trước những tình huống dồn sát thương của GG Line. Bây giờ thì điều quan trọng sẽ phải là con Seiza bạo chúa thôi. Trong đội hình của TDT thì tờ nhân cũng là vị tướng có khả năng ăn những mục tiêu nó cũng là tương đối nhanh. Đây là Ara. Ara chống chịu được khá lâu ở khu vực đường giữa này, nhưng Kai'Sa cũng chém cho một ảo ảnh trả. Kai'Sa đang rất chắc chảy trong cuộc đối đầu với Blizzard.
Kai'Sa lên một cái choi để choi một choi một thuận luôn đấy, để thuận luôn, dẫn sẵn sàng trong cuộc đối đầu với Blizzard. Như vậy thì vấn đề của Kai'Sa là né được cái sát vực thôi thì là ok. Còn nếu như chỉ trúng cú đấm đến từ ví dụ Blizzard thì có thể anh ta sẽ trụ được với một cái thương khung kiếm, một cái huân chương choi, thì Blizzard không thể combo ngã ngửa được Kai'Sa khi mà lên cho mình, thậm chí là không thể lên chuyện bùng nổ mà phải lên cho mình sách truy hồn. Có lẽ là Kai'Sa cũng rút kinh nghiệm thôi, sau tình huống mà anh ta bị Blizzard đá vào trụ thì sau đó có lẽ là lên luôn cái Ura, có chói không? Đây là chói rồi, sát vực xích thẳng vào vị trí Ara, nhưng Ara bật ngay thuẫn, sau đó anh ta bật thân thể thép, Kai'Sa lao lên cấu gì ở và khả năng phòng ngự, khả năng hồi phục đến từ Tama nó vẫn đang còn đó. Ara vẫn đang còn nửa cây trên người, anh ta là vô cùng khỏe vào thời điểm này, và hãy nhìn cái cột máu nó tăng lên vùn vụt đến từ vị trí Ara kìa. Nhưng đây là Kai'Sa, Kai'Sa không bị giữ lại đấy, không? Và anh ta thoát được đi thành công. Lần này Kai'Sa gọi là để ý rồi, chỉ cần sát vực được tung ra thôi thì Kai'Sa sẽ được chơi thoải mái hơn rất nhiều. Blizzard đấm không thể nào mà dứt điểm ngay được Kai'Sa được. Và đây sẽ là pha thi đấu mà tràn ra đến từ bên phía GG này. Nhưng có sát vực được Ara, Ara bất thuận nhắm tạch, Ara có bị Ara, Ara bị Ara cũng rất nhanh. Nhưng tràn vào đến từ đội hình còn lại của bên phía TNT. Thế nhân đang bắn ở ngoài, nhưng tan vỡ đến từ đội hình của TNT, mất đi hai người rồi. Và có thể là mất đi cả vị trí của Kai'Sa chăng? Kai'Sa cũng được một người, nhưng Kai'Sa cũng nằm lại, Ara cũng nằm lại, và đây là on mid. Và sai lầm chí mạng của TNT, và đó là Ara. Ara lại sai trong tình huống vừa rồi. Không còn cơ sở để Ara có thể đánh một cách ngông nghênh như vậy trước cái sát vực đã được hồi đến từ vị trí của Kuga. Và còn một mình Tờ Nhân thôi, Tờ Nhân chắc là đứng trong bệ đá cổ, nhìn cái nhà chính của mình bị phá hủy đi. Kuga thậm chí là tốc biến sát vực vào vị trí Tờ Nhân, lấy nốt điểm bảo gục của con Phoenix, và như vậy sẽ là 2-0 dành cho đội tuyển GG Live trước TNT. Chúng ta đều hiểu rằng ở trong thế như này GG Live đang hơi bế tắc rồi. Họ đang hơi bế tắc rồi, họ cũng không có cơ hội để dứt điểm được đối phương. Nhưng Ara lại sai lầm ở một thời điểm tương đối quan trọng của trận đấu này. Nhịp câu kéo trước đó của anh ta cho thấy rằng là anh ta sẽ không thể câu kéo thêm nhịp thứ hai nữa đâu, ở ngay trong tình huống điều đó. Khi mà đối phương lúc đó chỉ cần dồn vào một mình anh ta thôi thì chắc chắn Ara sẽ gục. Khi mà cái sách truy hồn sẽ được phát huy hiệu quả trong tình huống điều vừa rồi. Một pha thi đấu mà Ara đứng quá cao. Nếu như có thuẫn nham thạch thì câu chuyện sẽ là dễ hiểu hơn rất nhiều, nhưng không hề có thuẫn ở trong tình huống thiếu vừa qua. Vừa bật thuẫn trước đấy có một lúc thôi, thời gian chắc chỉ chục giây nên chắc chắn là chưa kịp hồi thuẫn. Một trận thua rất đáng tiếc, tôi nghĩ rằng vô cùng đáng tiếc dành cho TNT. Nếu như họ gỡ được một đều thì có thể là câu chuyện nó khác đi nhiều lắm, thậm chí họ có thể nghĩ đến chiến thắng như GG Live. Đây là những gì đã diễn ra đây, đây chính là tình huống này, mà cái thuẫn đã được bật lên bởi Ara rồi. Và sau khi cái thuẫn này được bật lên thì rõ ràng là khả năng tái giao tranh đến từ GG Live là tốt hơn so với lại TNT ở thời điểm này. Và quan trọng hơn là TNT càng nhiều đồ họ càng khỏe thôi. Đồ được tối ưu càng nhiều đến từ TNT thì họ lại càng có khả năng để có thể kết thúc mạng của đối phương trước khi mà Tama kịp hồi phục. Nhưng Ara lại mắc sai lầm ở khoảng thời điểm rất quan trọng, thời điểm phút thiếu thứ 17. Lúc này thì Ara chưa thể full đồ được và chưa thể bán đồ mua đồ với giá phù hợp được. Một cái cú quay lại rất khó hiểu đến từ Ara luôn. Anh ta hoàn toàn có thể lùi đi và chờ đợi. Chờ đợi càng lâu thì TNT càng có khả năng hồi phục lại được những món trang bị của mình. Và một tình huống thi đấu mà rõ ràng là quá khó hiểu, khi mà các thành viên đến từ bên phía GG Live quá cần một pha giao tranh thì Ara lại cung cấp cho bên phía GG Live điều đó. Chi ân một pha. Thiếu tỉnh táo, một pha xử lý tôi nghĩ rằng là rất thiếu tỉnh táo đến từ Ara. Một tình huống mà nếu như đơn giản là bỏ chạy đi thôi thì đó sẽ tiếp tục là một thế trận nơi mà TNT, như chúng ta cũng đã phân tích, có nhiều ưu thế với cặp đôi đang tỏ ra là rất khó cản phá mang tên là Aya cùng với Tara. Nhưng một sai lầm trong pha trở lại của Ara thôi đã khiến cho TNT mất đi cả một ván đấu. Ván đấu nó sẽ khiến cho tỷ số hiện tại đã là 2-0 dành cho G-Line rồi. Như vậy là G-Line vẫn đang ổn, mặc dù là họ chọn đi cho mình một phương án khác, và thực tế là cái khả năng vận hành những cái phương án khác này của G-Line nó chưa hẳn là nó quá tốt. Nhưng vấn đề là gì? TNT lại tự sai và nó khiến cho cái câu chuyện này nó vẫn dành cho G-Line thôi. Cái bản lĩnh vẫn là điều mà G-Line chứng tỏ cho TNT ở một thời điểm quan trọng. Đấy, đánh đội hình mà nó không thiên hẳn về late game thì vẫn ổn. Thật ra đội hình này của bên phía G-Line để mà nói là late game không đánh được thì cũng không phải. Với cái khả năng hồi phục của Helen ấy thì nói gì nói vẫn có khả năng đánh trong nhiều nhịp giao tranh. Nhưng đội hình gồm có Van Hên này, Kiera này, Rat này mà đánh cuối game thì ai không ai dám nói là đội hình khỏe cả. Và Tama sẽ là MVP của ván đấu này. Đơn giản anh ta hồi phục cho đồng đội rất là nhiều sát thương, và tôi đã nhắc khá nhiều về vấn đề này, đó là khả năng hồi phục có thể ảnh hưởng đến khả năng giành được MVP. Và Tama sẽ có MVP. Ngày hôm qua khi mà Tama MVP thì có một người sang chơi vui cùng Tama, và chính Tama kéo sang đấy là Bridget. Nhưng ngày hôm nay thì có vẻ như là thôi,
Thế thôi, được rồi. Thế bên thôi. Trên thì ván trước thì đấy cũng đã phạm một sai lầm ở khu vực bên trên, mặc dù là đánh con bài Watt. Nên nó cũng cho thấy rằng đúng là cái tính bất ngờ trong cái cách chơi của Bridge nó cũng không còn với các đội tuyển nữa. Dù sao thì vẫn là chiến thắng sau cùng và đó mới là điều quan trọng. Đó mới là điều quan trọng dành cho đội tuyển của Oppa khi mà với sự thay đổi này trong giai đoạn 2 của vòng bảng thì bất ngờ G-Line đang chưa thua bất kỳ một game đấu nào cả. Một mạng thôi, ARA chỉ mắc sai lầm đúng một lần thôi. Nhưng lần đó là chí tử, lần đó thực sự là quá chí tử. ARA đã có thể khỏe hơn rất nhiều, đang chuẩn bị lên thêm một cái giáp Gaia nữa. Và khi đó anh ta sẽ có một cái giáp Gaia, một cái huân chương choi, một cái thuẫn nham thạch, cái khiên thất truyền. Phải nói là quá khỏe để phòng ngự. Thật ra trận đấu này thì ARA thậm chí ra về sau còn có thể mua bán đồ rất dễ dàng. Với việc có thuẫn nham thạch thì ARA hoàn toàn có thể bán thuẫn và sau đó lên cho mình giáp hộ mệnh. Qua đó thì cực kỳ khỏe với cái tốc biến, sau đó chỉ cần né hết đam đến từ sát vực thôi thì cú tốc biến có thể cứu được ARA ngay trong giai đoạn sau của giao tranh. Nhưng đáng tiếc cho anh ta, đó là một tình huống thi đấu mà anh ta lại mắc sai lầm ở thời điểm mà cái thuẫn nham thạch không còn tác dụng nữa. Và qua đó thì chiến thắng là 2-0 dành cho GZLive. Kết quả nó vẫn là hoàn toàn thuận lợi dành cho GZLive. Bây giờ là 5 phút nghỉ trước khi đến với game thi đấu thứ 3. Xin mời. Đừng đậu game, đừng đậu fame, cố mạng lên, đứng ở trên, phù thủy flow, yeah. Biến cả vũ trụ hóa thành đêm, chúng mới toàn fail, toàn là bọn lêm, mỗi mình tao. Phép thuật game, mít là lên, giữa là tao. Pháp sư đến thì chúng mày. Chúng mày dên, vách sư, đống đa, xòe còn cái phạm như đang nhảy. Cổ mũ như đá đống, tạo mà không bổ thì chưa giữa ai đẩy. Đang chơi đùa thì dừng có biến, anh bảo thằng cứng em đừng lung lay. Nhưng không kịp vì anh mải gánh quá, em lại chối, cứ không cay. Ôi, nhớ đâu mình thắng được thì sao? Gáy lên em ơi. Tất cả kỳ vọng là được tao, 1 tháng 11 này ngôi sao chỉ là tao. Sao? Lên con dây sau tao tốt cả biến với hào quang trên người của dân chơi tỏa sáng. Bùa đứng giữa sắc mày hòa tan, yeah. Các em gọi tên anh lòng hào hán. Con bùa đỏ bùa xanh, yeah. Cầm giữa bùa nó cơ lộ anh đọc chat. Thấy ai con mặt cười, tự xử đi ông, đây là game một người. Cày, chơi một mình rất chán, dù AD đi ăn rồng hắc ám. Anh cánh tim, à, tao không hứa. Ngủ trong rừng cứ như công chúa, ấy. Top team tao hơi non, non. Biết tao đi tranh lên, sắp phải là full AP. Như nào? AD tao lên tay thêm. Bắn như bắn BA, chơi như đang quăng game. Tao phải đi cắn xì xa mỗi tối, ha. Đi ăn đêm, yeah. Tao trốn ở trong cái bước cầu một xanh led. Tao đi gánh kiếm như phụ huynh đi gánh nét. Nói thật to với giọng đánh thép. Tao cùng bay vào cái bộ kia phải nhanh chết. Like con trap ở dạng kiểm lâm, bộ môn rap anh là điểm tâm. Gặp anh tao thì mới ngừng thở ngay. Thế cần mày gặp tao, tao dừng ở đây. Đắc kỳ là lên tao hủy diệt tất cả mấy thằng Cuba ngơ. Let's go. Tay gì analog như thế là Michael Schumacher. Let's go. Có mạng là phi tang. Let's go. Tao cứ giữ mình mà đi farm. Let's go. Biến về đây hiên ngang. Let's go. Hơn 3.000 tiền. Let's go. Let's go. Ta đang ok thì vang lên enemy on slap slap. Phải tìm vào tôi trận này nhưng bạn lại làm tim tôi thon thót. DC Origin, ôi hai gã cao trào. Tánh cơ tôi chưa có ulti thì tại sao hai ông đã lao vào. Yeah, yeah, tim bạn là rác ta hot phát hết. Nên không thể làm gì khi mà bot nát bên. Công chúa cưng thì đang ngủ trong rừng, lâu gì thua cả support fam. Nói vậy chứ tao không cầu đâu, vì đi top thì luôn màu trâu. Bỏ game tôi là 4 căng rồi, anh em ta liên quân đã 4 năm trời. Mấy thằng non lại hay gánh, ngày phán quyết thì đang đến, còn mấy quả tạ này thì để tao gánh. Yo check it, nghe này. Là một tiêu vi nhắm đến hàng đầu, nhưng okay. Luôn cố gắng không đầu hàng. Origin AD carry nguyên team lại trap lên đầu bạc. DC soi map canh bờ sông, súng vẫn dắt canh bờ hông. Lạnh lùng như băng khi farm lính, luôn giữ khoảng cách không cần ngông. Giao tranh để mở đường, máu anh từ đằng sau cân tim. Cả đội lao vào chiến đấu, có support đi săn chim. Đi ngay từ đầu đến cuối nên luôn cần bảo kê. Đừng không chịu canh phía dưới thì đúng là mày ảo ghê. Chào ly đôi bạn còn đang gồng, nhai hết ta thân rồi sáng rồng. Với cái thêm đồng xu all day, qua kêu giải quyết nó mà đang nhầu. Người chơi hết anh, hút hết, là anh bang cả team. Yeah, tay to dồn đạp, lúc kê, all the mega kill. Yeah, 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 yeah. Who is the band? Giao tranh với đường dưới chắc chắn mấy thằng cu nát đời hết. Đây là khu các người ghê, quét sạch đối thủ đập nát tới trụ khác gì thu sang rồi chê. Còn mấy ông nhõi, thích thì cứ nghịch ngu phát rồi bia. Yeah. Kéo chậm chó ngất tung, thời cơ đến không phải toan tính. Địch đang dính cả đội rất sung, mình có bò lạc lại đi farm lính AD đấy. Huh? Thằng rừng nữa chậm như rùa bò, ăn bùa đỏ ra sang thép màu. Mặc trợ thủ hy sinh chết đầu ạ. Ở trong thơ tình như vậy tình như anh em, chắc bền lâu. Xin vai con linh áp ai chân thì lại đi. Đám tiêu vinh gọi là support, nhưng mà nếu mày muốn đuổi thì hẹn vào game nhận lời phạt quyết khi mừng sinh nhật Liên Quân tròn 1 tuổi. DC Shout out,
Chơi game cùng bản thân cần năng lượng. Với nguồn suối tươi sạch từ trang trại TH, cùng trái cây tự nhiên, nước uống sữa trái cây TH True Juice Milk cung cấp nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên. Dù thỏa sức đam mê với skateboard hay party với nhóm bạn, vẫn luôn tràn đầy năng lượng, chạy hết mình với mọi cuộc vui. TH True Juice Milk, năng lượng tự nhiên, chiến game tuyệt chất. Sau hai ván đấu thì G-Line đã chứng tỏ được đẳng cấp trước TDT khi tỷ số hiện tại đã là 2-0 dành cho G-Line rồi. Họ còn một ván đấu nữa để chạm đến chiến thắng thứ hai liên tiếp trong giai đoạn 2 của vòng bảng. Và liệu rằng TDT có thể tạo ra những sự khó khăn dành cho G-Line hay không đây? Nên nhớ rằng trước cả Sài Gòn Phantom, TDT còn có một game thắng. Nhưng ngày hôm nay sau hai ván đấu đầu tiên thì có thể thấy rằng là TDT họ vẫn thiếu một cái gì đấy. Họ vẫn phạm những sai lầm nào đó ở những thời điểm quan trọng. Nhìn chung thì đánh kiểu gì thì cuối cùng thì G-Line vẫn thắng. Oánh kiểu gì thì oánh, cuối cùng thì đến cuối game G-Line vẫn thắng. Game đầu tiên là thắng chất tướng, game thứ hai là thua chất tướng. Thì cuối cùng thì vẫn thắng thôi. Game đầu tiên là đánh kiểu phòng ngự phản công, game thứ hai là đánh kiểu tấn công, vẫn thắng. Thật ra game thứ hai ấy, nếu như mà nói là một người nào đó có quyền gọi là phạm sai lầm thì tôi nghĩ rằng phải là Murat cơ. Và người đó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà BVTDT phải thiếu người và có thể sẽ mất đi trận đấu. Nhưng người phạm sai lầm lại là Ara, rất đáng tiếc. Con bài mà tôi nghĩ rằng là có khả năng định đoạt trận đấu tốt nhất trong đoạn về sau của trận đấu. Với khả năng càn lướt của mình, Ara vừa có thể giúp cho Aliya gây thật nhiều sát thương mà lại vừa có thể sống sót ở trong giao tranh. Những điều đó đã không xảy ra. Cuối cùng thì người giành chiến thắng lại là những người cầm cho mình những con bài thực sự rất giàu đam sát thương trong đoạn đầu game. Đó là Van Heen, đó là Kira, đó là Ras. Và rõ ràng là với những con bài như vậy thì bên phía của GZLine đã gặp phải những khó khăn. Tôi nghĩ rằng là ván đấu vừa rồi không phải là ván đấu mà họ mất nhiều đường, nhưng lại là ván đấu mà họ gặp nhiều khó khăn đấy. Nhưng cuối cùng thì họ đã vượt qua được khó khăn đấy với một lần chớp cơ hội thành công. Tôi có cảm giác như GZLine có cái gì đấy mong manh, vẫn có gì đấy mong manh. Nhưng mà bây giờ đang là kiểu như kiểu là thiên phú. Bây giờ đang kiểu trời độ. Bây giờ là kiểu gặp thời là không cản nổi nữa rồi, thời tới là cản khó quá. Kiểu gì win. Kiểu gì thì cũng là ván thắng như GZLine ngày hôm qua thì họ cũng như vậy trước One Star. Nhưng chính càng kiểu như này tôi lại càng có một cái gì đấy nó một tí hơi lo. Nhưng mà lo thì lo, nhưng mà họ cứ giành được điểm số như thế này thì họ cứ yên tâm cái đã. Là khả năng cao ít nhất là top 4 cái đã. Ít nhất là top 4, và thậm chí là họ hoàn toàn có thể nghĩ đến là cả sân khấu lớn nếu như họ tiếp tục duy trì được phong độ hiện tại đến từ line up mới này của đội tuyển G-Line trong giai đoạn 2 của vòng bảng. Kuga lại được đánh chính nhiều rồi. Kuga bây giờ thì lại đánh chính liên tục rồi. Bridget thì lại vào một vị trí khác, một vị trí mới. Và line up này thì G-Line đang thành công, nhưng đấy là cái điều mà tôi lo. Đấy là điều tôi lo khi mà dù sao thì họ cũng chỉ đánh vị trí mới này được có thời gian ngắn thôi. Nên cái chiều sâu ở trong cách chơi của đội tuyển này tôi vẫn nghi ngờ. Nên G-Line họ có thể tạo ra bất ngờ cho One Star. Ngày hôm nay thì họ vẫn được đánh giá cao hơn TDT, nên việc họ có thắng TDT thì cũng là chuyện không phải là bất ngờ.
Nên vì vậy mà Z-Line sẽ còn phải đối diện với nhiều những thử thách, có thể là họ gặp FPT. Thì đó sẽ là trận đấu mà chúng ta hãy cùng chờ đợi là thực sự là Z-Line ở phiên bản này nó có hay hay không. Ngày xưa có cái bài tên là Nghi Ngờ. Nghi Ngờ. Và thực ra thì tôi nghĩ là không một mình anh Sơn đâu. Tôi nghĩ là nhiều khán giả nghi ngờ với Z-Line đấy. Nhưng bây giờ họ đang phấn khích rồi đó. Họ vẫn đang phấn khích, họ vẫn đang gọi là hướng ánh mắt của mình vào Bridget, vào những cú đấm của Bridget. Trận đấu vừa rồi thì Bridget cũng để lại những khoảnh khắc của riêng mình với cú knockout vào vị trí của Kai'Sa để lấy lại thế trận. Tôi nghĩ đó là phần đấu quan trọng bởi đó là phút đấu gần phút đấu thứ 8. Và thời điểm mà họ hạ gục được Kai'Sa cũng là lúc mà con xảy ra bóng tối đầu tiên xuất hiện. Nó khiến cho đội tuyển này hoàn toàn có cơ hội để giải quyết những con xảy ra bóng tối đầu tiên, con xảy ra bóng tối thứ hai. Qua đó thì thế trận đó ít nhất là cái thế trận nghịch hơn đã, để họ có thể đánh bằng thế trận cái đã. Chứ nếu như mà cứ đứng ở gần nhà thì Helen nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trước Tara và lại cả Aya. Bây giờ thì Aya là phải cầm đi với TDT rồi, dù là họ chủ động chọn đội xanh thì họ cũng phải cầm con Aya này, bởi vì ra thì là quá nguy hiểm. Ngoài ra thì cấm kênh trong bên kia chiến tuyến để Van Hên cũng như là Rui được cấm. Như vậy là TDT có ít ghi và có lẽ là họ sẽ lấy thêm Elsu từ Nhân Trăng. Mà trong đó với G-Line thì có lẽ là họ cũng đoán biết rằng là TDT sẽ lấy Elsu ít ghi, nên họ lựa chọn Van Hên cũng như là Timmy để có thể là coi như là một đối sách nó khả dĩ nhất đối diện với cặp đôi cấu rỉa từ xa rất mạnh bên kia chiến tuyến. G-Line muốn dứt điểm rồi đấy, muốn dứt điểm đi trận đấu này với cặp Timmy Violet. Rõ ràng là họ đang muốn thực sự là dứt điểm đi TDT với một chiến thắng 3-0 nữa. Đồ đi. Ai à? Có một chút cũng khá liều lĩnh đến từ bên người TDT, sử dụng cho mình cặp Iki Elsu kết hợp với cả Toro thì đó là một cặp tướng mà tôi nghĩ rằng là cũng tương đối là liều lĩnh đấy. Toro cho Ara. Toro cho Ara cũng là một chất tướng theo kiểu chống chịu nữa. Ara ngày hôm nay chưa chơi con Enzo. Ara có một vài những con tướng mà Ara rất thích chơi như là Helen, như là Toro Tara, Enzo, đâu đó là Seniel. Ibernet thi thoảng anh ta làm tí tu len chơi, nhưng bên Z-Line thì làm tí tu len rồi. Bridget đường giữa với con tu len. Ván đấu đầu tiên là ván đấu mà Pesen cấm con này của Bridget, nhưng sau ngay khi không cấm thì đúng là Bridget lại đánh luôn hai con đấy. Đúng rồi. Em mới bực mình chứ, tức là không cấm thì tôi đánh thôi. Thế bây giờ lại phải cấm à, hay như nào, lại định thả thì tôi đánh. Thế mới làm gì được tôi, bây giờ lại đánh tu len. Ý tôi đánh xong hai con này là tôi còn mỗi con Iki ông cấm thì, ông cấm tôi lại làm bất ngờ. khó chịu. Rất khó chịu đến từ Bridget. Và bây giờ sẽ là vị trí của Richter. Thật ra việc mà lựa chọn vào Tulen là điều hoàn toàn dễ hiểu. Ta thấy rằng Bridget cũng mất rát, một con bài có thể ám sát rất là tốt vào Elsu hay là Iki. Thì bây giờ còn Tulen, con bài có thể bắn lôi điều chiêu chiêu và có thể khiến cho Iki đôi khi là bị sốc sát thương. Hoàn toàn là có thể tốt được. Và chưa kể đến việc là Tulen có rất là nhiều lướt để né hỏa bạo, cơ động và né tránh được chiêu cuối. Còn trong cái đó thì bây giờ là lượt cấm rồi. G-Line đang cấm đi các vị tướng khu vực đứng trên mà Kuga đã chơi trong hai ván đấu trước đó, khi mà Richter được cấm, cùng với đó là Omen cũng là lượt cấm còn lại đến bên phía đội tuyển G-Line. Trong đó TDT thì nhắm đến khu vực đường rừng của Gray, họ cấm đi vị tướng tủ nhất của người chơi đi rừng bên phía G-Line là Nakot. Cùng với đó thì Ryoma cũng sẽ là lượt cấm mà TDT sẽ hướng đến trong lựa chọn còn lại của mình. Bây giờ thì đôi bên sẽ hướng đến những lựa chọn cuối cùng, và đầu tiên sẽ là slot thứ tư dành cho đội tuyển G-Line. Khi mà đội tuyển này có thiếu rừng cũng như là đường trên tương tự như thế thì TDT cũng thiếu hai vị trí đó, có nghĩa rằng là G-Line họ lấy vị trí nào trước thì vị trí cuối cùng họ lựa chọn sẽ là ban pick được counter. Như vậy là họ sẽ nhắm đến cho Gray vị tướng Elandor. Elandor dành cho Gray, và họ để lại tướng đường trên cho Kuga để có thể counter lại được vào vị trí của Nolan ở bên kia chiến tuyến. Còn trong đó với TDT bây giờ thì phải lấy tướng đi rừng dành cho người chơi đi rừng gọi là Kai'Sa, cũng đó là tướng ở khu vực đường trên dành cho Nolan thôi. Họ sẽ phải hoàn tất đội hình của mình ngay. Các bạn hãy cũng đưa ra những lựa chọn của mình để có thể đoán được là TDT liệu rằng họ sẽ muốn chơi gì trong ván đấu mà rất có thể cũng sẽ là ván đấu cuối cùng cho TDT trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với hai sự lựa chọn cuối cùng đến từ bên phía của TDT sau khi đã có cho mình cặp đường dưới rồi, đã có bộ ba đường dưới rồi. Thì bây giờ sẽ là bộ đôi đường trên. Đầu tiên là Aoi, rõ ràng là Kai'Sa cũng đã từng để lại rất nhiều những cái thiện cảm với con Aoi này. Có Toro rồi và vì vậy nên là đường trên thì bên phía TDT không muốn đánh tướng phòng thủ nữa, họ muốn đánh tướng tấn công. Đó là Quy và Aoi. Đây là một bộ tướng hoàn toàn là cực kỳ giàu sát thương và có thể nói về mặt cơ bản là thắng cánh đấy. Nếu như mà trong trường hợp mà phối hợp nhuần nhuyễn với nhau thì bộ đôi này cực kỳ mạnh, có thể sốc sát thương bất kỳ bộ đôi nào đến từ đối phương, Elandor hay kể cả là Skirt, thì tôi nghĩ đều có thể sốc sát thương được hết nếu như họ thực sự phối hợp tốt với nhau. Trong khi đó thì ZZI vẫn sẽ có một lối đánh mà có được cho mình cái bể tướng cân bằng. Họ có thể đánh từ đầu game đến cuối game với một bể tướng như thế này. Ban pick an toàn đến từ G-Line trong ván đấu này, khi mà
sau những sự đấu trí cân não thì họ đã lựa được ra năm vị tướng nhìn rất hợp mắt tôi. Thấy rằng là năm vị tướng này khỏe, đánh giai đoạn đầu không sợ gì cả đâu. Chắc chắn rồi với Van Hem, với Violet đi cùng với Timmy, thêm cả Tulen xuống ganh rồi Elandor nữa. Đâu đó là họ thiếu một sát thủ trong đội hình. Có lẽ là một sát thủ theo kiểu dạng như vào và có thể vét được các thành viên yếu máu TDT thì họ không có. Thay vào đó thì họ có Tulen cũng được, Tulen cũng có thể làm việc ấy nhưng có thể là nó không phải là quá chuyên môn. Còn với TDT thì đội hình này nhìn cũng rất là hài hòa thôi, khi mà họ gần như là đủ tất cả khả năng chống chịu. Lượng đam cũng có, đánh giai đoạn về sau thì cũng có cơ sở. Khi mà Ikki rồi Elsu thực ra về sau thì cũng không phải là yếu đâu. Và nhìn chung là khả năng bắt người họ cũng đảm bảo được với Aoi. Nên đây là ván đấu mà đôi bên đều ôn in tướng mạnh. Tuy nhiên thì phải nói rằng là cái quan trọng nhất là đến cuối game thì liệu TDT có đủ tỉnh cái táo để thi đấu một cách có thể nói rằng là đúng như những gì mà bể trên chúng ta phân tích, đó là hài hòa và mạnh mẽ được ở trong giao tranh như thế hay không, hay lại vẫn là CZ Lai độc diễn để sau ở trận đấu. Bởi vì nên nhớ rằng là với một cái đội hình như thế này thì kể cả là Wanta đánh đoạn về sau chưa chắc là ăn được CZ Lai, thì TDT liệu có đủ tỉnh táo để không phải mắc phải những cái sai lầm trong đoạn cuối trận hay không. Đặc biệt là khi mà bên kia CZ Lai đã nuôi được Violet rồi thì lối đánh của bộ đôi Tama và Hoàng TD đang là rất tốt ở trong đoạn về sau của trận đấu. CZ Lai đang nổi lên như là ông vua đánh lết, thì mà họ đánh lết rất hay. Và tôi nghĩ rằng cái điểm nhấn trong cách chơi lết của G-Line đó là khả năng giao tranh. Họ có thể kiểm soát nó chưa hoàn hảo với con Xen Gia Bạo Chúa ép đường, nhưng giao tranh rất khác bọt. Thật ra cái giao tranh của họ ấy, cái điểm nhấn nó lại đến từ cái sự nó hơi khó chịu một tí, tức là họ thường để cho đối phương chủ động ở trong cái pha giao tranh đó. Và sau khi đối phương chủ động rồi họ phản đòn, và họ phản đòn rất hay. Đặc biệt là trong trận đấu này khi họ có thêm một cái phát triển thần kỳ đến từ vị trí của Timmy. Và sau đó là khả năng đỡ đam tầm xa đến từ vị trí Kuga, tức là có thể lao thẳng vào đội hình của đối phương, thì họ hoàn toàn có thể xử lý rất tốt ở trong về sau của trận đấu. Bị xịt trúng một bắn nhưng tôi nghĩ rằng là với cái thánh thuẫn thì anh ta cũng không gặp phải nhiều nguy hiểm đâu. Ở lại thôi, Bridget vẫn đang quyết định ở lại đây. Và nên nhớ rằng là Tama ván này thì anh ta có con Timmy này. Đây là con tướng mà Tama có thể đánh tấn công nó rất đặc biệt đấy. Đây là tình huống mà Ara sử dụng cho mình cú húc vào làm choáng ở vị trí Bridget, mất một lượng máu tương đối khu vực đường giữa. Về ăn máu sau trụ trang không, anh ta quyết định là bấm biến về. Như vậy là anh ta sẽ không di chuyển để hỗ trợ cho cánh dưới, mà thay vào đấy là anh ta sẽ vẫn chăm chút cho cái đường giữa của anh ta, đảm bảo về việc là tân lính tiếp theo nó lên thì cũng sẽ là anh ta kịp hit thôi. Nhưng vừa rồi là liên tiếp những cú viễn chi kích hay đến từ tờ nhân rồi. Tiếp tục là bắn này, bắn và đây là rất nguy hiểm dành cho Hoàng TD này. Hoàng TD phải chạy ngay trong tình huống này, nhưng đây là cú đu lao vào, Hoàng TD mất tốc biến bỏ chạy đi. Chạy được thành công, Kai'Sa mất một lượng máu khi mà trụ bắn vào anh ta. Chạy được thành công thì lại là ok rồi đến từ Hoàng TD. Khi mà tình huống thi đấu vừa rồi thì Hoàng TD đúng là thập tử nhất sinh thật. Nhưng hình như là cầm siêu hồi máu đến từ vị trí của Hoàng TD. Và một tình huống bút siêu hồi máu vào đã khiến cho Hoàng TD lùi đi được trong tình huống thi đấu vừa qua. Trong khi đó thì đây là Tama. Tama ở lại thay cho Hoàng TD đỡ đi tơn lính này, và Tama sẽ được hưởng lợi với tơn lính này một cách miễn phí. Hoàng TD chưa lên kịp. Trong khi đó thì ở cánh trên sẽ không có Aoi bởi Kai'Sa đã di chuyển xuống cánh dưới trong tình huống thi đấu vừa qua. Vậy là Kai'Sa đang hoàn tất phần dừng nửa trên bản đồ rồi, khi mà anh ta cũng hướng đến những nốt những bãi tài nguyên nhỏ nữa để qua đó thì có cho mình level 4. Tương tự Gray cũng đã có điều đó rồi. Nolan có mặt ở cánh trên này, Kuga, Gray cũng ở đây. Tôi nghĩ rằng là cũng nên dọn lính nhanh thôi, sau đó cùng nhau di chuyển. Bởi lẽ là ở tầm này thì thường là khó để có thể tạo ra một cú ganh đủ sự đột biến ở khu vực nửa trên của bản đồ. Thường là những người chơi đường trên nó sẽ rất cẩn trọng và sẽ nương náu ở trong phần trụ của mình để ăn lính mà thôi. Quan trọng là bây giờ đây là hai đội tuyển sẽ hướng đến cho mình những mục tiêu nào. Thì có vẻ như bên phía G-Line họ lại nhắm đến cho mình con Xeza. Họ cũng không dại gì mà giao tranh sớm ở thời điểm này. Họ cứ bình tĩnh thôi, thua cho Violet thật xanh. Với việc là Violet đã bị thua thiệt ở trên đoạn đầu ở trận đấu, chưa lên được cấp độ 4 thì thôi, G-Line sẽ nhường lại trận đầu ở trận đấu. Tulen cũng đang cần farm, Violet cũng đang cần farm, và Elendor cũng là tương tự. Trong khi đó thì đến giai đoạn giữa trận họ có thể bung sức sau. Trong khi đó thì với TDT cũng đã có cái mình lộ đầu tiên bằng con rồng, nhưng sau đó thì sao, một tình huống băng lên đến từ vị trí Ara gây ra được khá nhiều khó khăn cho đối phương, nhưng Ara lại bị trụ bắn quá đau trong tình huống này và bị dịp đến vét đi cái mạng của Ara. Một tình huống mà lúc đầu thì Ara xử lý tốt, nhưng về sau thì lúc mà anh ta gồng chiêu 2 xong là lúc mà anh ta mất máu không phanh. Và chính con OTH nó đã dành cho đội tuyển G-Line sử dụng tình huống quyết định đúng là có mặt đúng thời điểm. Rất đúng thời điểm. Anh ta đến và anh ta tìm đúng vào vị trí của người yếu máu nhất trong đội hình của đội tuyển TDT. Đó chính là Ara mà thôi, còn trong khi đó đang có Hạo Nhiên trưởng đấm vào Kuga. Thì Kuga vẫn khá chỉ ở đây, có lướt đi rồi, nhưng bây giờ thêm sự hiện diện của cả Kai'Sa. Kuga vẫn đang bị tấn công, còn một chút máu trên người Kuga gọi đồng đội đến. Và Bridge có thêm một điểm hạ gục nữa giai đoạn đầu là vô cùng thơm dành cho người chơi đường giữa của GG Line rồi. Chúng ta có thể thấy là cái lối đánh của GG Line, tức là họ toàn bị đánh trước rồi. Nhưng đấy, mà sau đó thì tự nhiên không chiến thì tự nhiên họ lại cũng bất thành rồi. Tình huống trước đó là tình huống mà Ara ăn quá nhiều đam trụ, anh ta ra nhưng mà chưa ra khỏi tầm trụ. Trong khi đó thì tình huống thi đấu vừa rồi là tình huống thi đấu mà Kai'Sa cũng vô lấy vô để. Nhưng chỉ một cái tốc biến thôi thì Kuga lại khiến cho Kai'Sa là người ôm hận. Bridge thì thơm quá, mọi thứ lại đang gọi là
đẹp đẽ rồi. Và Pixit đang hướng đến cái MVP thứ hai trong ngày hôm nay chẳng. Và MVP thứ ba kể từ khi chuyển qua chơi đường giữa, một ván đấu mà TDT muốn tấn công. Có vẻ như là cái cách chơi bên phía G-Line đấy, họ cứ chờ đối phương sốt ruột thôi. Sau đấy là đối phương tấn công vào và họ phản đòn. Và khi phản đòn thì có cảm giác như là nó sẽ có lợi thế. Bởi vì là tấn công luôn để hở ra sơ hở. Thường là như thế, thường là tấn công là chúng ta phải chủ động. Và khi tấn công chúng ta sẽ, khả năng phòng thủ chúng ta sẽ quên đi một chút. Và đó là thời điểm mà bên phía G-Line họ tận dụng cái sự quên đi đấy của TDT để họ phản đòn. Và bây giờ tỷ số là 2-0 rồi. 2-0 về điểm hạ gục dành cho G-Line trong ván đấu này. Cũng lao vào đến Tutama khép góc và bây giờ Ara lao ra với cú chiêu cuối đại địa chấn rộng lính thôi. Anh Sơn thì dạo gần đây thì cũng có học một vài những bộ môn liên quan đến quyền Anh. Võ thì đối kháng. Và anh Sơn cũng luôn luôn nói với tôi rằng là khi mà bạn tấn công, tức là khi mà bạn phòng thủ thì bạn phải luôn luôn tìm đến một cái thời điểm mà các bạn tấn công lại. Chính xác là như thế. Không thể nào mà bạn cứ gọi là chỉ đơn giản là ôm mặt được. Đúng rồi. Và khi mà đối phương tấn công thì kiểu gì đối phương cũng lộ ra sai lầm, còn nếu như mà đối phương mà đang không tấn công thì đối phương cũng khó lộ ra sai lầm để chúng ta có thể tấn công ngược lại hơn. Đúng vậy. Có nghĩa là cứ khi mà chúng ta chuẩn bị tấn công là chúng ta phải sẵn sàng cho việc là co về phòng thủ ngay. Và tương tự như cái gì cũng thế thôi, kể cả liên quân Mobile đều tấn công đến từ bên phía đội tuyển TDT. Lần này thì họ tấn công thẳng vào vị trí Hoàng Tiến, nhưng Hoàng Tiến vẫn đang cố gắng chạy đi. Alia cản lên, Alia bật quả cầu băng sương, sau khi hết cầu băng sương lại bị đấm ngược trở lại và có vẻ như là thiệt nhiều quá đến từ bên phía TDT. Thậm chí họ chỉ lấy được mạng hạ gục của chính Hoàng Tiến mà thôi. Họ mất đi 4 thành viên trong tình huống tấn công nhưng không phòng ngự ở khu vực đường dưới này. Khi mà bạn giơ cú đấm lên thì cái nách của bạn sẽ bị hở. Chính xác là như thế, cái mặt bạn hở ra. Và vừa rồi tình huống mà hở nguyên cái mặt đến từ bên phía TDT mất rồi. Bốn mạng như tình huống tấn công tiếp theo vừa rồi của TDT. Và đi lại một lần nữa, cứ đợi đối phương tấn công rồi thì họ lại đấm vào mạng sườn. Rất đau. Đau đấy. Lần này thì lấy được thêm một trụ đến từ TDT, nhưng 4 điểm mạng gục vẫn là một cái gì đó quá cay đắng trong pha thiếu vừa rồi. Có lẽ là TDT nên nhớ rằng là khi tấn công thì phải phòng thủ nữa. Trong công phải có thủ, trong thủ thì phải có công cơ. Chứ trong công mà không có thủ như thế này thì đúng lần là mất hết. Lần này là Alonso lao vào rồi, Sơn đã này, bỏ qua trụ lao vào rồi. Lần này trong công mà chỉ có công thôi, không thấy thủ đâu cả. Mất 4 người, đổi lại đúng Hoàng TD. Kiểu say máu quá. Rất dễ là một tình trạng say máu này khi mà chúng ta bị thiệt hại nhiều về mặt sát thương và bị đối phương tấn công trước đó rồi. Chúng ta cứ lao vào, cố gắng tạo ra thêm đột biến, nhưng càng lao vào thì càng tạo ra thêm đột tử, chưa thấy đột biến đâu cả. Và phải công nhận rằng là cái lối đánh của GGLine thì cái khả năng phản công của họ rất sắc sảo. Chắc đấy. Chứ không phải là đội tuyển nào cũng có thể phản công sắc sảo. Có nhiều ông là cứ ôm mặt chịu rồi. Ông GGLine này thì ông không ôm mặt. Biết chơi, biết chơi. Có tư duy. Và tiếp tục là 6 điểm hạ gục dành cho GGLine. Từ nãy giờ họ chỉ có đợi đối phương lao vào thôi mà vẫn có 6 điểm hạ gục. Thế mới tài. Chỉ phòng ngự thôi và sau đấy thì chờ sai lầm. Và họ vẫn đang thành công với cách chơi này. Còn trong đó Aisa cùng với TDT thì có vẻ như là chưa rút ra được kinh nghiệm thì phải. Chắc là họ sẽ phải về nghe lại phần bình luận này. Tôi nghĩ rằng nó có liên quan đấy, nó có sự liên quan đến nhau thôi. Ông bộ môn đấy thì tôi cũng phải công nhận với chú Sơn rằng khoa là học đấy, có khoa học trong đấy đấy. Có khoa học ở trong đấy thôi. Không gì nữa. Đây là tình huống lao vào đến từ Ara ở khu vực đường trên rồi và có tấn công thêm đến từ bên phía của đội tuyển TDT hay không đây? Aoi cũng đã chạy được ở cánh dưới không? Tôi đang muốn nói đến cánh dưới thì Aoi cũng đã bị quay bởi hai thành viên đến từ GGLine. Cánh trên thì cũng chỉ là một tình huống mà 3-2 thì rất khó để GGLine có thể tấn công được. Ở trong khi đó cánh dưới thì Kuga sẽ được hở ra thôi. Và Kuga lại đục đi thêm một cái trụ nữa đến từ cánh dưới. Lúc này lượng tiền chênh lệch đã là rất nhiều rồi khi có Timmy của đội hình. Và thêm vào đó nữa thì cái việc mà bên phía GGLine đang dẫn dắt về mặt thế trận cũng khiến cho họ có được cho mình một lợi thế lớn với mặt lượng tiền. Lúc này đã là khoảng 3.500 tiền và chiến thắng 3-0 đã đến rất gần với bên phía đội tuyển này rồi. Trong khi đó thì Hoàng TD trận đấu này một lần nữa lại không cần phải sử dụng cho mình một cái luyện kim mà thay vào đó chỉ cần sử dụng cho mình cái du hiệp là đã có thể ao tiền rồi. Anh ta có Timmy rồi và vì vậy mà anh ta cũng xác định rằng là anh ta không cần phải đánh quá sớm nữa. Vì vậy mà anh ta cũng bỏ đi cho mình cái luyện kim. Còn trước mắt chúng ta thì vẫn đang là sự kiện này ở AOG. Và qua đó nếu như tham gia chúng ta sẽ có cơ hội nhận trang phục miễn phí qua các trò chơi dự đoán kết quả trận đấu. Solo cùng tuyển thủ xem giải nhận quà. Đã được chơi lần có quà nữa và cùng với đó thì lại được thể hiện khả năng phán đoán. Nhưng với những gì mà G-Line đang làm hiện tại thì có thể nói là cũng hơi khó phán đoán với đội tuyển này. Họ đang là những bất ngờ được tạo ra ngày hôm nay thì trở về với quỹ đạo thôi khi mà G-Line đang có được ưu thế lớn trước một đội tuyển đánh giá yếu hơn. Nhưng nếu như cứ chơi như ngày hôm qua thì thực sự là chúng ta cũng hơi khó trong việc là xác định G-Line đang ở vị trí nào ở thời điểm hiện tại. Có một vài bạn khán giả cũng muốn chia sẻ cái câu chuyện đó là cách phòng thủ tốt nhất là tấn công. Đúng. Chính xác. Đấy cũng là một lý thuyết. Chính xác. Tức là chúng ta sẽ không thể kiểu dạng như là chúng ta tiếp cận vào một cái cuộc đấu với việc là chúng ta chỉ có tư tưởng là giơ tay đỡ. Đúng mà rồi. Chúng ta sẽ phải lao vào để đam người ta, phải tấn công người ta. Nhưng từ nãy đến giờ thì TDT thực ra là họ làm việc đấy, nhưng như tôi đã nói, trong việc phòng thủ chúng ta trong việc tấn công phải có phòng thủ. Đôi khi cũng phải để cho mình một cái đường lui. Phải có đường lui. Vừa rồi là một cú KS không thành công đến từ Tê Nhân, con Seja bóng tối, con Hào Hảo Seja thuộc về bên phía của đội tuyển đó là GGLine.
Và với con Hào Hào Seja này, với một bối cảnh mà Violet cũng đã xanh lên, Tulen cũng đã xanh lên rất nhiều rồi, thì đây là thời điểm mà G-Line cũng có thể hướng đến việc tấn công. Đang là 4.000 tiền nhiều hơn dành cho đội tuyển G-Line trước TDT rồi. Họ đang cố gắng để đánh vào vị trí Nolan ở đây, nhưng Nolan có sự cơ động mình, anh ta thậm chí dùng ngay tốc biến để có thể bỏ chạy đi ở trong tình huống vừa rồi. Trong đó thì đại lộ Seja bắt đầu được mở ra ở khu vực cánh trên, bắn ra một lôi điểu Ara đỡ nó, sau đó hỏa bạo ném ra, nhưng con Seja này vẫn đang còn tương đối nhiều máu và hai xạ thủ lấy trụ rất nhanh. Ara dùng chiêu cuối lao ra nhưng có thể bị kẹt lại ở đây, mất máu là tương đối nhiều. Anh ta hồi được một lượng máu nhỏ và sẽ lùi về được thành công, nhưng vừa rồi là cái trình kích nó không đẹp đến từ tờ nhân rồi, và như vậy là con Seja này là đủ. Và Kai'Sa lao ra, Kai'Sa bị mất đi cái mạng của mình một cách khá dễ dàng trong tình huống vừa rồi. Kai'Sa toan tính rằng mình chỉ cần lao ra Long Diệt lùi về một cú đu nữa là đủ, nhưng mà ngay lập tức Tama cực kỳ thông minh, không Kuga thì đúng hơn, cực kỳ thông minh. Tình huống vừa rồi hình như là Tama, tôi rất là xin lỗi. Anh ta đứng chặn trước mặt của Kai'Sa và Kai'Sa không đu về được. Đu về được và bây giờ mất người rồi. Hoàng Tê thì đã xanh rồi, giờ đây cũng rất xanh rồi. Tốc biến này thì tốt, và đó là một tình huống điều mà không kịp phản ứng từ Tama không. Giờ là Tama cũng đã không còn phụ thuộc cái hồi sinh nữa rồi. Băng sơn được bật lên đến từ nhiều Nolan, nhưng đó là 1-1 thôi. 1-1 và đó là tình huống xử lý có thể coi là tốt đến từ Ara. Anh ta có cú tốc biến nhạy cảm để có thể đè thẳng mặt Hoàng Tê. Hoàng Tê bị choáng liên tiếp và không về được, với việc là anh ta vẫn đang còn tốc biến trên người, nhưng Nolan cũng kẹt lại. Và Nolan phải đổi lấy cái mạng của Hoàng TD. Nhìn chung là nếu như đổi ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ rằng là cũng tốt cho TDT thôi. Bởi lẽ họ đang cần thế trận nó chậm đi một chút. Bây giờ còn làm nào? Thế đẩy đến từ G-Line thì cũng phần nào nó cũng bị ảnh hưởng đi, nhưng họ lại quay về với con dòng ánh sáng này thôi. Làm nào bây giờ? Bây giờ TDT đâu phải là đội tuyển chuyên phòng thủ đâu, TDT đâu phải là đội tuyển dựng xe buýt tốt đâu. Cho nên với việc là đang thua đến 6.000 tiền, cùng với việc của đối phương kiểm soát toàn bộ phần nhìn bản đồ như thế này, thì tương đối khó cho TDT để bật ngược lại được ván đấu này. Nếu như câu chuyện đang là G-Line thì chúng ta sẽ vẫn cảm thấy rằng đội tuyển này có cái khả năng phòng ngự rất khoa học. Nhưng TDT không giỏi ở trong công cuộc này, ít nhất là đến thời điểm hiện tại. Xem là họ có chứng tỏ được bản lĩnh của mình hay không đây, khi mà G-Line vẫn đang giãn cách về mặt lượng tiền lên một con số nó cũng là nguy hiểm, rất nguy hiểm rồi. Đã là 7.000 tiền, có nghĩa rằng là khả năng kiểm soát tài nguyên đến từ G-Line đang là khá triệt để trước TDT. Còn trong đấu TDT bị co cụm quá và họ phải chờ đến sai lầm của G-Line thôi. Còn nếu như mọi thứ cứ thuận lợi thì tôi nghĩ rằng G-Line sẽ thắng rồi. Bởi lẽ họ có đến hai xạ thủ trong đội hình, và cái thế đánh của những xạ thủ này đang được là ưu, khi mà với việc là bắn ngoài tầm trụ Hoàng TD rất dễ dàng để lấy đi cái trụ. Một lần nữa thì Ara dùng chiêu cuối mở ra ở khu vực đường giữa với đại địa chấn, sau đó thì cú bắn đến từ tờ nhân lần này thì tốt, và như vậy là đã giải quyết xong được quái vật ở khu vực cánh giữa rồi. Pha ra chiêu vừa rồi của Ara rất tốt, một tình huống đại địa chấn để ngăn cản đối phương tiến vào, và ngay sau khi đối phương gây đam thì bật lên cho mình chiêu hai đỡ đi toàn bộ sát thương của đối phương. Hoàn toàn là một pha xử lý tốt của Ara, nhưng nó chỉ góp công cho cái việc gọi là ôm trụ thôi. Vẫn đang là phòng ngự đến từ TDT, làm thế nào để phản công ngược trở lại thì có lẽ nó cần phải đến từ những tình huống kết hợp cả hỏa bạo và vị kích đến từ bộ đôi Aria và Thế Nhân. Sau đó là những tình huống đu của Kai'Sa thì có lẽ nó cần phải bớt đi cái sự mạo hiểm hơn, bởi vì Kai'Sa vẫn là một người chơi theo hệ đánh kiểu rất điền. Thế nên trong những tình huống băng vào của anh ta rất dễ để hở sườn. Bây giờ thì nếu như muốn phản công ấy, mà chúng ta xoay sang câu chuyện võ, thì có lẽ là bên phía TDT họ phải chờ G-Line tấn công. Tức là G-Line tấn công và quên phòng ngự, thì khi ấy TDT đấm vào cái mạng sườn hoặc là phang vào mặt của G-Line thôi. Ông G-Line ông chỉ đấm vào một tay, tay còn lại ông lúc nào ông cũng ke ke cái mạng sườn. Thế thì lại khó, thế lại khó. Nên nếu mà G-Line cứ đánh theo kiểu là an toàn, cẩn thận, họ trong công có thủ đúng không? Ví dụ như tấn công một tay có nghĩa là trong công có thủ rồi, vì họ tấn công chỉ một tay, tay còn lại thì họ phòng ngự. Hoặc có thể là họ giơ một cái chân lên đỡ giống kiểu Muay Thái chẳng hạn. Đúng rồi. Rất khó để có thể xuyên qua được. Và bây giờ thì G-Line sẽ tiếp tục tấn công thêm một tơn nữa. Tơn thi đấu này họ có 3 thành viên ở cánh trên thôi. Hai cái điều một tay giữa và một chân vẫn đang phòng thủ ở cánh còn lại, và thậm chí là còn đạp ngược lại luôn ở cánh đường giữa. Lấy thêm được trụ đường giữa, rất dễ dàng dành cho bên phía CG lại. Tama tốc biến lên trời rồi, và sau đó chúng ta không nhìn đến tờ nhân trên bản đồ nữa. Hỏa bạo ném ra nhưng ném ra không ăn thua, đam không thấy đâu. Đến từ bên phía TDT, Seja nó tràn vào, tràn cả vào đường trên. TDT đang ở trong một thế như cá nằm trên thớt vậy, còn G-Line thì lấy đi toàn bộ những gì họ có thể lấy. Quả cầu băng xương là chấp đến từ Kuga rồi. Sau đó thì người ta tấn công vào Ara, Ara lao ra, hết nhà rồi. Chính bị tấn công, hết rồi, không còn gì cả. 3-0 cho G-Line trước TDT. Thế một trận thắng 3-0 nữa của G-Line, và G-Line đang càng đánh càng hay chăng? Bởi vì ngày hôm qua chúng ta chỉ nhìn thấy họ có thể phòng ngự phản công thôi, nhưng ngày hôm nay thì lối đánh đã bắt đầu liên quan đến tấn công nhiều hơn, và G-Line vẫn thành công khi đối thủ là yếu hơn, đó là TDT. Thì G-Line vẫn sẽ càng ngày càng hoàn thiện được lối chơi của mình hơn chăng? Khi mà Brexit thì đây đã là ngày thứ hai anh ta thi đấu ở đường giữa rồi, và sẽ càng ngày càng không lạ lẫm với vị trí này. Một cái gãi đầu của Oppa, có lẽ anh ta cũng không nghĩ rằng là đội hình mới này của mình đang thi đấu tốt đến như vậy. Oppa cũng đang cùng với những người đồng đội của mình chia vui, và phải nói rằng là G-Line vẫn đang thể hiện một cái bộ mặt mà chúng ta đôi khi là
cũng hơi khó để có thể hình dung được là ZZ sẽ đi bao xa, nhưng ít nhất đến thời điểm hiện tại là một sự thành công hoàn hảo. Và cùng với đó thì các fan ZZ Live ở vào thời điểm hiện tại chắc chắn đang vô cùng tự hào với đội tuyển này rồi. Thì các bạn hãy bình chọn cho ZZ Live ở trong hạng mục đó là đội tuyển thể thao điện tử xuất sắc ở Gameverse 2024. Còn trong khi đó thì với các fan của Lincoln Wild nói chung thì còn chờ gì nữa mà không bình chọn cho game của chúng ta. Game Lincoln Wild có được giải thưởng game thể thao điện tử xuất sắc tại Gameverse 2024. Còn trong khi đó thì với TDT lại 0-3 rồi. Mà ngày hôm qua thì 1-3, bây giờ thì 0-3, chưa có điểm nào trong giai đoạn 2. Có thể là TDT đang hướng đến một vị trí khó, họ sẽ cạnh tranh cùng Heavy thôi. Cạnh tranh cho Heavy sẽ là câu chuyện mà TDT muốn làm tại giai đoạn 2 này, một trận đấu với Heavy. Có lẽ sẽ là trận chung kết nếu như Heavy không thể tạo ra được bất ngờ trước các đội tuyển khác. Họ cũng có thể hướng đến thêm một trận cạnh tranh nữa với FPT Flash, nhưng đó là một câu chuyện mà còn phải đợi xem FPT Flash thi đấu như thế nào ở trong những trận đấu tiếp theo nữa đã. Bởi vì FPT Flash sẽ gặp One Star, bởi vì vậy thế nên đây cũng là một cái cửa không phải là dễ vượt qua dành cho FPT Flash. Còn với ZZ Live, hai điểm số và đặc biệt là một điểm số trước đội tuyển One Star sẽ giúp cho ZZ Live có được cho mình một vị trí vững chắc ở trong top 4. Tôi nghĩ rằng là top 4 đang nằm trong tầm tay rồi. Bây giờ chỉ còn là top 1, top 2 có với đến được không. Lúc này thì ZZ Live thậm chí còn đang tràn trề cơ hội với một vị trí ở trong top đầu. Và nếu như họ giành được một vị trí ở trong top 1, 2 thì đó là sân khấu lớn, sân khấu lớn trực tiếp dành cho ZZ Live. Đó sẽ là sân khấu lớn ngay cho ZZ Live. Thậm chí là họ còn có quyền nghĩ đến việc là tiết kiệm đi cho mình trận đánh. Khi mà nếu như đánh như thế này thì có thể nói là họ cũng không ngán bất kỳ một đối thủ nào cả. Và tại sao lại không nhỉ? Có gì cấm đâu. Chẳng có gì cấm cho việc là chúng ta có thể mơ mộng đến vị trí top 1 cả. Và đây là MVP của ván đấu vừa qua, Tulen trong tay Bridget rồi. Và 9.8 MVP Boy cùng với 404 KDA. Phải nói là khả năng giữ vị trí đến từ Bridget là rất đáng nể. Bởi vì anh ta chơi ở đường trên quen thì tôi nghĩ rằng là cái việc chơi đường trên nó không liên quan lắm đến giữ vị trí. Tức là cái vai trò, cái chức năng nó hơi khác nhau. Nó khác nhau. Đường trên phải có nhiều sự đột biến hơn. Còn trong đó thì đánh đường giữa thì cái khả năng xả đam nó đều quan trọng. Và vì vậy mà Bridget ảo thật. Nhưng có một cái sự tương đồng, đấy là những cái tình huống mà anh ta hạ gục đầu tiên ấy, nó đều xuất phát từ những cái tình huống mà anh ta đến sau. Và khi mà anh ta đến sau như thế thì đồng đội đã gọi là ăn thay cho anh ta những cú đấm rồi. Và sau đó thì khi mà anh ta đến thì đối phương cũng có đôi chút là yếu máu rồi. Bridget lao vào hạ gục rất nhanh hai mục tiêu đầu tiên. Đầu tiên là Ara ở cánh dưới sau khi ăn quá nhiều đam trụ, sau đó lên cánh trên lại ngay lập tức có được cái mạng ở đường trên. Thế là thôi, anh ta bắt đầu cứ chờ đợi thời cơ, và đến khi mà đã đủ đam sát thương để tấn công thì Bridget và những người đồng đội của mình với một chất tướng là đủ khỏe trong đoạn giữa trận đã hoàn toàn hủy diệt đi TDT. Thật ra theo cá nhân tôi thì TDT có cửa hơn ở trong trận thi đấu thứ nhất và thứ hai, đặc biệt là trận đấu thứ hai. Còn trận thi đấu thứ ba này thì chúng ta có thể nhìn thấy gần như là cánh cửa đã đóng lại với bên phía của TDT sau những sai lầm đầu tiên rồi. Trước mắt của TDT thì sẽ là đội tuyển FPT Flash. Và cùng với đó thì sẽ cả là Heavy nữa. Còn trong khi đó thì với GG Live họ sẽ chuẩn bị đối đầu với Sài Gòn Phantom. Hãy cùng chờ xem là trong bối cảnh mà đội tuyển GG Live đang tạo ra vô số bất ngờ như thế này thì họ có tạo ra được thêm một trận đấu nữa trước Sài Gòn Phantom hay không đây. Còn những trở ngại mà GG Live sẽ hướng đến sau khi họ chạm trán Sài Gòn Phantom đó sẽ là Heavy cũng như là FPT Flash. Tầm này thì không tươi thì lại bỏ phí đi. Tôi nghĩ là tận hưởng thôi, bởi vì là nó cũng là những thứ mới mẻ mà. Với GG Live thì đây cũng là những thứ mới mẻ. Kuga được đánh chính mãi, Bridget vào đường giữa và đang thắng liên tiếp, đang rất vui. Tầm này GG Live có lẽ ước là mình thay đổi đội hình như thế này sớm hơn. Họ đang có những cái chiến thắng mà ở trong đoạn lượt đi thật nhiều không có được, đó là chiến thắng trước One Star. Trong đoạn 1 thì đúng hơn, Elandor làm tốt với cái đây là 2-0-2, Kuga cũng làm tốt với cái đây là 0-0-4, và đặc biệt là Bridget với 4-0-4. Hoàng Tây Đê là người duy nhất bị ép, nhưng mỗi lần mà Hoàng Tây Đê phải nằm lại thì cũng là lúc mà Bridget được hưởng sái rất nhiều những nguồn lợi được dành cho Bridget sau khi mà Hoàng Tây Đê bị quay bắt. Và thậm chí là Tama, cái đây là 2-0-7, tham gia đến 9 điểm hạ gục trong tổng cộng những điểm hạ gục của toàn đội. Phải nói rằng là Tama cũng đang có một phong độ rất bay với con Timmy này. Thậm chí là chúng ta thấy rằng là Alia còn đang lên đồ phòng thủ phép kìa. Với hai cái mẩu nhỏ như thế kia thì có thể là anh ta đang nhắm đến cho mình, thậm chí là huân chương choi. Người ta ngán ngại Bridget chăng? Và trong khi đó thì Kai'Sa có một ván đấu nó không ấn tượng với quân bài Aoi với KDA là 0-3-1. Một ván đấu tiếp tục là cho thấy sự khó khăn đến từ đội tuyển TDT trước G-Live. Và đấu thứ ba tôi nghĩ rằng khá dễ thở dành cho G-Live khi mà sau hai ván đấu thì họ chứng tỏ được cái vị thế của mình rồi. Và họ thoải mái, họ cũng chiêu thôi trong việc là giành thêm một ván thắng nữa, bởi họ nghĩ rằng là cái chiến thắng chung cuộc cũng không tuột được khỏi tay họ nữa. Và họ dễ dàng trong việc lấy đi thêm một ván thắng để giải quyết đi đối thủ TDT. Qua đó thì hai điểm số dành cho G-Live rồi. Và bây giờ sẽ là lúc mà Sài Gòn Phantom sẽ có quyền, có cơ hội để vượt lên trên chính ZZ Live ở trên bảng xếp hạng. Sau khi mà ZZ Live đã có được điểm số thứ hai thì lúc này tạm thời ZZ Live đang đứng đầu bảng xếp hạng với 2 điểm. Bây giờ là lúc mà
Sài Gòn Phantom với vị trí đứng trên ở giai đoạn 1 sẽ có cơ hội để lấy được điểm số thứ hai, bởi vì cặp đấu với Sài Gòn Phantom chỉ là Heavy. Rõ ràng là Heavy lúc này đang gặp phải rất nhiều vấn đề, và một chiến thắng trọn vẹn cho Sài Gòn Phantom sẽ là mục tiêu mà huấn luyện viên Titan cùng với những người học trò của mình hướng đến. Trận đấu cuối ngày sẽ là một trận đấu căng thẳng, mặc dù biết rằng là FPT Flash đã từng thua 2 trận liên tiếp với tỷ số là 3-0 trước One Star, nhưng One Star đang cho thấy những vấn đề nhất định của mình trong ngày thi đấu hôm qua. Và liệu một ngày có là đủ để One Star quay trở lại với cuộc đua ngay lập tức hay không đây? Với One Star thì một trận thua chưa có vấn đề gì lắm, nhưng trận thua thứ hai thì càng đấy. Vâng, xin nhắc lại quý vị các bạn là chúng ta ngày hôm nay thì lịch thi đấu cũng có đôi chút gọi là khác đi, khi mà bây giờ mới là 1 giờ thôi, 13 giờ thôi thì đã hết trận 1 rồi, và khoảng 30 phút nữa thì chúng ta sẽ hướng đến cho mình là trận thi đấu thứ hai của buổi chiều ngày hôm nay. Và nhắc lại một lần nữa, đó là trận đấu tâm điểm vẫn diễn ra khung giờ cũ 19:30 giữa One Star Esports và FPT Flash. Còn đây là bảng xếp hạng cập nhật cho đến lúc này, với việc G-Line đã chệm chệ ngồi đầu với 2 trận toàn thắng. Họ có 2 điểm trong tay và đang khá chắc chắn trong vị trí trong top 4 rồi với 2 điểm này. Còn trong khi đó thì với Sài Gòn Phantom, họ đang bị tụt xuống vị trí thứ hai khi mà G-Line đã vượt lên. Sài Gòn Phantom đòi lại được vị trí đầu tiên của họ nếu như họ sẽ hủy diệt được Heavy trong trận đấu tiếp theo chúng ta chuẩn bị chứng kiến. Còn trong khi đó thì FPT Flash cùng với One Star là hai đội tuyển sẽ phải cạnh tranh cho nhau ở hai vị trí top 3, top 4 rất căng thẳng hiện tại. Về mặt cơ bản thì One Star vẫn còn quyền tự quyết nguyên của mình với một vị trí ở top 1, 2 thôi. Khi mà họ vẫn có cơ hội để có thể thắng ở trong tất cả những ván đấu còn lại thì chắc chắn họ sẽ đứng ở top 1, 2. Khi ở trong đoạn đầu của mùa giải họ đã làm rất tốt để chiếm được cho mình vị trí số 1 ở trong giai đoạn 1 rồi, thì chỉ cần được 4 điểm thôi thì cũng coi như là 4.5. Thế nên One Star hoàn toàn thoải mái để thi đấu. Nhưng nếu như thua thêm một trận nữa thì One Star liệu chừng mùa giải năm nay sẽ chứng kiến thêm bất ngờ nữa, đó là One Star sẽ xuống nhánh dưới để đánh nếu như thua thêm một trận nữa trước FPT Flash, hoặc thậm chí là thua một trận nữa trước Sài Gòn Phantom, thì tôi nghĩ rằng đều là những cái cửa để cho One Star có thể sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến ngay với phần phỏng vấn để xem là ngày hôm nay thì đầu tiên là ai sẽ trả lời phỏng vấn cho G-Line, và sau đó thì người đó sẽ nghĩ gì sau chiến thắng 3-0 tiếp theo mà họ có được. Xin mời. Xin chào mọi người đã đến với phần phỏng vấn sau trận đấu tại đấu trường danh vọng mùa xuân 2024. Và ngay bây giờ Tuyết Cát xin được chúc mừng Bridget cũng như là Gigi Live lại có thêm được một chiến thắng trong ngày hôm nay nữa. Gửi một lời chào đến các bạn khán giả được không? Hello mọi người, mình là Bridget, người đi đường giữa cho GG Live. Và một ngày thi đấu của giai đoạn 2 lại bắt đầu, và một chiến thắng 3-0 nữa lại được Gigi Live thiết lập. Và đối thủ lần này của các bạn đó là TDT. Vậy thì GG Live đang thể hiện một đối đánh phòng ngự phản công rất là chặt chẽ luôn. Không biết đây là chiến thuật của hay là vì một lý do nào khác mà các bạn lại lựa chọn lối đánh này? Đây là chiến thuật của huấn luyện viên Hậu Ba. Và ngày hôm qua thầy Hoàng đã có chia sẻ là Bridget chỉ mới đánh ở vị trí đường giữa khoảng 7-8 trận trước khi bắt đầu mùa giải ở vị trí mới này thôi. Thì không biết là mình có gặp quá nhiều khó khăn không? Dạ, em nghĩ là có khó khăn. Khó khăn nhưng mà đó. Nhưng mà em sẽ cố gắng. Khó khăn lớn nhất của mình khi mà làm quen với vị trí mới này là gì? Là luyện tập mấy con tướng mới. Và có thể thấy là ở game đấu thứ hai có một thắc mắc, đó là tại sao Bridget lại lựa chọn vị tướng Rush để đối đầu với Aya ở bên kia thay vì là một vị tướng khác? Dạ, em lấy con Rush để em counter con Murat. Khi nãy đọc ở dưới phần bình luận của giải đấu có một điều rất là vui luôn, đó là các bạn khán giả nhận xét rằng là Bridget là một tuyển thủ ôn lên ôn tướng. Thì bạn có tự tin với danh hiệu này không? Bạn nghĩ sao về nhận xét này của quý vị khán giả? Nghĩ là đây là chỉ là một lời nói vui thôi, chứ em không phải là online ôn tướng. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là với những gì mà Bridget đã thể hiện cũng như là những danh hiệu MVP ở vị trí mới là đường giữa thì mình có quyền tự tin với điều này chứ, đúng không? Đó cũng là một cách mà để cảm ơn sự tin tưởng của các bạn khán giả. Tự tin ha. Và GG Live ngày mai chúng ta sẽ tiến vào một lượt đấu cực kỳ quan trọng luôn, đó là gặp lại Sài Gòn Phantom. Thì không biết là Bridget cũng như là đội tuyển của mình có tự tin rằng là mình sẽ lại lập lại thêm một chiến thắng và sẽ không để thua Sài Gòn Phantom trong mùa giải năm nay không? Dạ, em nghĩ ngày mai cho dù kết quả bao nhiêu thì đội em cũng cố gắng hết sức. Một câu hỏi để cho chúng ta rất là nhiều sự tò mò đúng không? Vậy thì bạn nghĩ rằng là sau khi kết thúc giai đoạn 2 với 5 lượt trận, GG Live sẽ thắng
bao nhiêu trận trong tổng số 5 trận này? Tầm 4-5 trận. 4-5 trận. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Bridget cũng như là Gigi Live sẽ có những thể hiện gì trong những trận đấu tiếp theo mọi người nhé. Và quý vị thân mến, đến đây chúng tôi xin được tri ân sự đồng hành của quý nhà tài trợ trong mùa giải năm nay. Xin được cảm ơn nhà tài trợ Mì Ăn Liền Hảo Hảo và Mì Ly Handy Hảo Hảo đã đồng hành lần thứ 5 liên tiếp cùng với đấu trường danh vọng Liên Quân Mobile, Hảo Hảo, Bùng Hảo Vị, Chiến Hảo Game. Và xin được cảm ơn nhà tài trợ nước uống sữa trái cây TH True Juice Milk, thương hiệu đồ uống tốt cho sức khỏe đến từ tập đoàn TH, đã đồng hành cùng đấu trường danh vọng mùa xuân 2024. TH True Juice Milk, năng lượng tự nhiên, chiến game, cực chất. Và mọi người ơi, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau giải lao ít phút trước khi bước đầu vào trận đấu tiếp theo mọi người nhé. Xin chào.